Chương 111 Bên ngoài mưa dai dẳng, Lâm Xuân Nhi nép mình trong ngực Tống Thu Hàng, tiếng nhạc bên tai thật êm ái, họ thả lỏng bản thân, lặng lẽ không nói một lời, rủ bỏ hết đủ những chuyện hỗn loạn vừa xảy ra. Trước mặt là một tách trà nóng, anh một ngụm em một ngụm, chậm rãi uống hết rồi mỗi người lại tiếp tục công việc của mình. Lâm Xuân Nhi thực sự thấy thương Tống Thu Hàng. Tống Thu Hàng không giỏi bày tỏ, cũng thường giấu kín nhiều chuyện trong lòng, anh đã quen một mình gánh vác, dường như không muốn gây thêm phiền não cho cô. Lâm Xuân Nhi cảm thấy anh như vậy không tốt, anh thường xuyên nói cô phải tin tưởng dựa dẫm vào anh, nhưng anh cũng nên học cách tin tưởng dựa dẫm vào cô. Hai tay Lâm Xuân Nhi ôm mặt anh, đầu ngón tay nhẹ gãi vào chỗ râu lúng phúng trên mặt anh, nhìn vào mắt anh rồi nói, Tống Thu Hàng, có lúc nào anh không chịu đựng nổi không? Hửm! Ý em là đã bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi đến mức không thể tiếp tục chưa? Tống Thu Hàng nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, sau đó gật đầu, từng có. Vậy anh đối mặt thế nào? Thì đi gặp yên một thời gian. Rồi làm những việc mạo hiểm sao? Lâm Xuân Nhi bóp mặt anh thật mạnh, trên mặt lộ vẻ hung ác. Tống Thu Hàn cười, ừ. Nhưng anh còn có em. Lâm Xuân Nhi lại biểu môi, nói với vẻ đáng thương, em có thể đối mặt cùng anh mà, em không muốn anh giấu tất cả mọi chuyện trong lòng. Có lẽ anh cho rằng mình là đàn ông nên phải có trách nhiệm gánh vác nhưng như vậy cũng không tốt cho quan hệ đôi bên cô nâng cánh tay mình lên gồng cho anh thấy anh xem em khỏe chưa em cũng có thể gánh vác tống thu hàng nhìn cô tự nói một thôi một hồi sau đó cười khẽ một tiếng người phụ nữ này đúng là chuyện gì cũng muốn quan tâm rõ ràng cô đã rất mệt mỏi rồi nhưng vẫn muốn giúp anh thế là anh liền hỏi thẳng có phải em muốn hỏi anh về chuyện đánh cược không ừ lâm xuân nhi gật đầu không hề có ý che giấu em cũng biết điều kiện đánh cược rồi phải không nếu không chú trương cũng sẽ không tìm anh có thể vốn dĩ phía các em cũng có ý tưởng góp vốn vào nhưng cũng không cần thiết đến vậy em và chú trương làm vậy là vì anh đúng không tống thu hàng không phải kẻ ngốc anh đã gặp nhiều kiểu người rồi nếu anh không biết cách nhìn nhận người khác thì đã không thể là nhà đầu tư lâm xuân nhi bị anh nhìn thấu nên hơi đỏ mặt phủ nhận không phải ừ rồi không phải nhưng anh muốn nói cho em biết lý do tại sao anh đặt cược như vậy cũng không phải anh định làm liều được ăn cả ngã về không, mà anh đã có tính toán thống kê trước rồi. Khu vực châu Á có rất nhiều danh sách chứng khoán, trong số những danh sách chứng khoán này có mười mấy công ty siêu lớn, trong đó bốn công ty có thế sẽ bắt kịp xu hướng của tương lai, chẳng hạn như tập đoàn thành phẩm, cũng có những công ty ở mức trung bình, nhưng có 7 đến 10 công ty dự kiến sẽ đột phá trong 5 năm tới. Nếu may mắn thì có thể đạt được bằng 2-3 siêu dự án. Biến số nằm trong các siêu dự án này bên em mà vào cuộc thì sẽ làm giảm bớt khó khăn. Anh đã nói chuyện với một số nhân vật lớn trong các hoạt động phúc lợi cộng đồng, họ có thể giúp anh. Anh còn có rất nhiều tài nguyên cá nhân mà công ty không biết rõ. Tống Thu Hàng thấy mặt mày Lâm Xuân Nhi đã tươi tắn hơn là biết cô đã cởi được nút thắt trong lòng, anh lại nói tiếp. Cho nên vấn đề bây giờ của anh chỉ là khối lượng công việc quá lớn, lại thêm phải gánh vác áp lực trong thời đại VUCA thôi, còn những chuyện khác thì anh thực sự rất hài lòng. Tống Thu Hàng nói thật. Những ngày tháng sau khi về nước anh thực sự sống rất thoải mái. Viết tắt của bốn đặc tính trong thế giới hiện đại, Volatility biến động, Anser từng ti không chắc chắn, Complexity phức tạp, Ambiguity mơ hồ. Được sử dụng để chỉ một thế giới khó nắm bắt và khó đối phó vì có quá nhiều thay đổi trong khoảng thời gian ngắn. Được. Rồi thời đại VUCA -E cũng sẽ trở thành trạng thái bình thường. Chúng ta cứ cùng nhau đón nhận những thay đổi đó là được thôi lâm xuân nhi tựa đầu vào vai anh ôm nhau thêm một phút nữa đi sau đấy chúng ta lại bắt đầu chiến đấu được tống thu hàng ôm chặt lấy cô anh tin tưởng em cũng dựa dẫm vào em lúc tâm trạng anh không tốt mà được gặp em là anh sẽ cảm thấy như trời lại hửng nắng anh hy vọng em biết điều đó nói lời yêu đương mà cũng nói nghiêm túc đàng hoàng như vậy nhưng những lời yêu thương này thực sự có thể làm rung động lòng người những lúc ở bên nhau cho dù là những ngày cuối tuần đầy áp công việc cũng trở nên thật thú vị, cho dù chỉ ôm nhau vài phút giữa giờ làm việc và nói vài câu bâng quơ cũng cảm thấy vô cùng sống động. Đến chạng vạn tối, mưa vẫn còn rơi, Lâm Xuân Nhi muốn ăn canh hầm nên kéo Tống Thu Hàng ra ngoài hẹn họ đi ăn với Tiêu Muội và Trần Khoa Nghiên. Nồi sắc nóng hôi hổi bốc hơi nghi ngút, cửa hàng trang hoàng rực rỡ, nhân viên phục vụ mặc áo đỏ in họa tiết hoa bản to và quần xanh, vừa nhìn thấy khách liền vui vẻ chạy tới đưa vào chỗ ngồi lâm xuân nhi gọi món ngỗng hầm trong nồi sắc mà mình đang nóng lòng được ăn sau đó lại nằng nặc đòi uống rượu tống thu hàng để mặc cô hoàn toàn quên mất lệnh hạn chế rượu mới ban hành cho cô sáng sớm nay thời gian như quay trở lại năm ngoái lần đầu tiên bốn người họ cùng ăn lẩu với nhau khi đó cũng là một ngày mưa như thế này họ uống rất nhiều rượu và cùng hàn huyên về quá khứ hai chén rượu vào bụng thêm một miếng thịt ngỗng hầm dạ dày được xoa dịu khiến người ta sướng rơn trần khoan niên gõ đuổi lên mép ly rượu nói nghiêm túc, bọn tớ sắp kết hôn rồi. Lâm Xuân Nhi mở to mắt nhìn tiêu muội tiêu muội gật đầu với cô ý bảo Trần Khoan Niên không nói dối. Lâm Xuân Nhi lại nghiêng đầu, vậy là không còn sợ kết hôn nữa sao? Tiêu mụi dứt khoát cầm điện thoại lên gửi cho cô một tin nhắn, sáng sớm mở mắt ra thấy dáng vẻ sợ hãi của anh ấy, đột nhiên lại cảm thấy kết hôn cũng rất tuyệt. Một người phụ nữ lo được lo mất. Một người phụ nữ sắp kết hôn. Kết hôn là chuyện tốt, cậu còn không mau tự uống ba chén đi. Lâm Xuân Nhi la ó đứng dậy rót rượu cho Trần Khoan Niên, nào nào, trước tiên uống ba chén chúc mừng trước nhé. Đầu cậu toàn ý nghĩ xấu thôi, rót rượu cho tớ chắc chắn không có ý tốt gì. Trần Khoan Niên hất cầm với Tống Thu Hàng, cậu cũng không chịu quản mụ khùng của cậu đi. Tống Thu Hàng nhún vai, tỏ ý sẽ không tham chiến. Trần Khoa Niên không lây chuyển được Lâm Xuân Nhi nên chỉ đành uống liền ba chén, sau đó hiếm thấy có lúc nghiêm túc ngồi thẳng người dậy, ngày thường tớ chẳng ra làm sao hồi xưa cũng không phải người tốt lành gì tống thu hàng biết tất cả những chuyện hoang đường của tớ người anh em cảm ơn cậu đã không phá bỉnh anh ta cùng chén với tống thu hàng tống thu hàng mỉm cười ý cậu là tôi tiếp tay cho kẻ bất lương sao không phải cậu không phá bỉnh tôi nhưng cũng khuyên tôi rất nhiều những gì cậu nói tôi đều nhớ kỹ đặc biệt là đêm đó cậu nói với tôi lúc tỉnh táo lại đừng hối hận thế là tôi liền về nhà luôn cảm ơn cậu trần khoan niên uống cạn chén rượu liếc nhìn tiêu muội rồi nói tiếp tớ vẫn nói tiếp chuyện của tớ nhé trước đây tớ hoang đường vô độ cũng không muốn có quan hệ nghiêm túc cho nên khi mới bắt đầu với tiêu muội tớ cũng từng sợ hãi tớ nghĩ mình đã phạm quá nhiều tội lỗi không đáng để yêu một cô gái tốt như vậy nhưng trên đời có nhiều chuyện không thể nói rõ ràng bọn tớ yêu được nhau cũng thật sự rất hiếm có cho nên tớ cũng rất biết ơn Lâm Xuân Nhi đã không đánh giá tớ bằng thành kiến, không ngăn cản tiêu mùi ở bên tớ, cậu mà ngăn cản là cô ấy nhất định sẽ nghe theo, tớ biết mà. Anh ta lại tiếp tục rót rượu cho mình, Lâm Xuân Nhi, chén này tớ mời cậu. Tại sao Lâm Xuân Nhi không ngăn cản tiêu mùi ư? Cô vẫn luôn nhớ kỹ thời cấp 3 cậu thiếu niên Trần Khoan Niên đã dành cho cô thiện ý lớn nhất trên đời, tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất tận tâm, hơn nữa còn muốn giữ tôn nghiêm cho cô, giúp cô giữ bí mật một người như thế đâu thể nào là một người xấu được huống chi tiêu mũi thích anh ta như vậy chỉ nghe thấy tên anh ta thôi là sẽ đỏ mặt hiếm khi cô không cãi nhau với trần khoan niên lúc hai người cùng chén với nhau cô cười nói cảm ơn cậu vì năm đó đã nhiều năm trôi qua mà cô vẫn còn nhớ như yên trần khoan niên gật gù đắc ý hát chuyện cũ đừng nhắc lại đời này nhiều dông bão rồi anh ta cười với lâm xuân nhi hai người còn lại không biết họ nói chuyện gì có lòng muốn hỏi nhưng Trần Khoa Niên lại nói, đây là bí mật giữa tôi và Lâm Xuân Nhi. Nếu là bí mật thì không cần hỏi thêm nữa. Trần Khoa Niên nói tiếp, lời tiếp theo anh muốn nói với Tiêu Muội. Bởi vì hôm nay những người bạn chung, đồng thời cũng là bạn thân nhất của chúng ta đều có mặt ở đây. Anh muốn nói với em là không phải vì muốn ổn định cuộc sống nên anh mới muốn kết hôn. Nếu lúc trước anh có nói như thế thì là do cái miệng anh đi nói lung tung. Thực lòng anh vì yêu em nên mới muốn kết hôn với em. Anh ta hơi dừng lại, ôi mẹ kiếp, sến quá. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với bất kỳ người phụ nữ nào khác, nhưng bây giờ thì anh rất quyết tâm. Anh muốn cưới em, sống một cuộc sống bình thường, sinh hai đứa con rồi đi du lịch khắp thế giới cùng em, tất cả chỉ vì anh yêu em. Cho nên chén này anh mời em. Trần Khoa Niên nâng chén lên, cả đêm qua anh ta không ngủ được, anh ta thực sự rất sợ. Anh ta luôn nghĩ rằng, chẳng có chuyện ai thiếu ai sẽ không thể sống tốt được, nhưng tiêu muội vừa mới nói không kết hôn nữa đã lập tức khiến anh ta lo sợ luống cuốn. Hốc mắt tiêu muội đỏ lên, cô ấy đè chén rượu của Trần Khoa Niên xuống rồi nhìn Lâm Xuân Nhi, tớ cũng có vài lời muốn nói. Dù kết hôn hay không thì tớ sẽ mãi là người bạn tốt nhất, là người thân của cậu. Tình thân của chúng ta sẽ tồn tại suốt đời này cho đến khi chúng ta đều qua đời mới thôi. Những năm tháng chúng ta đã cùng nhau trải qua, những câu chuyện không thể kể hết là điều khiến tớ tự hào nhất. Tớ yêu cậu. Tiêu Muội đã từng kéo Lâm Xuân Nhi rời khỏi căn phòng bụi bặm âm u đầy tử khí đó, đưa cô về nhà mình. Cả đời này hiếm có khi nào cô ấy lại làm ra một chuyện động trời như thế, mà đây là một trong số đó. Nhiều năm đã trôi qua Lâm Xuân Nhi luôn ở bên bảo vệ cô ấy. Cô ấy đã quen lười biến đứng sau lưng ý lại vào Lâm Xuân Nhi. Trong lòng cô ấy, Lâm Xuân Nhi là một người thân quan trọng như bố mẹ mình, là người không thể thiếu trong đời cô ấy. Cho nên cô ấy muốn nói câu tớ yêu cậu với Lâm Xuân Nhi. Lâm Xuân Nhi vỗ mu bàn tay cô ấy, xoay người sang chỗ khác cọ vào vai Tống Thu Hàng lau nước mắt, sau đó nháy mắt với tiêu muội hay là chúng mình cưới nhau luôn đi. Nói xong cười khúc khích. Trần Khoa Niên xoay mặt tiêu muội qua, lần này là lần cuối cùng nhé. Sau này em chỉ có thể nói yêu anh, không thể nói với người khác, phụ nữ cũng không được. Tôi cũng không biết hai người đang làm gì nữa, ăn một bữa cơm mà còn làm thành sụt sùi sến súa được vậy. Tống Thu Hàng thở dài uống một hơi cạn chén rượu, tổ chức hôn lễ ở đâu trong nước hay nước ngoài người ta hay tổ chức ở một hòn đảo nhỏ nước ngoài lắm nhẹ nhàng thoải mái có vẻ cũng hay cuối cùng trần khoan niên cũng trở lại dáng vẻ lưu manh thường ngày hào hứng bừng bừng nói đến nơi tổ chức buổi lễ thì tôi chọn chỗ này là tuyệt nhất này về trường học cũ đi câu chuyện bắt đầu từ đó mà qua wow. lâm xuân nhi thốt lên một tiếng từ sau khi tốt nghiệp cô chưa từng trở về trường cũ cô nhớ kỹ từng cành cây cọng cỏ trong trường nhớ lá cờ đỏ phấp phới trong gió nhớ sân chơi phòng phát thanh với đống thiết bị lạc hậu nhớ cái hành lang dài nhớ cậu thiếu niên đẹp trai người toàn mồ hôi nhớ trong phòng học đầy hương hoa nhớ trên bảng đen lúc nào cũng ghi đầy công thức và kiến thức gió thổi tung gốc rèm cửa đó là câu chuyện tuổi thiếu niên của cô cũng là của họ chọn địa điểm này rất tốt tống thu hàng nhớ tới lúc anh rời khỏi thành phố đó đã hạ quyết tâm cả đời này không bao giờ quay lại nhưng xe điện ung dung đi mãi rồi cũng về điểm cuối cô thiếu nữ đeo tai nghe nhìn ra phía ngoài cửa sổ gương mặt ửng hồng như bầu trời tháng tư những buổi chiều hai người ở bên nhau sân bóng ba chọi ba cây mận trồng trước nhà anh cuối cùng đã quay về mà không sợ hãi anh nhẹ giọng hỏi lâm xuân nhi em có muốn về đó không muốn chứ em còn phải làm phù dâu cho đám cưới của bạn thân nhất mà vậy có phải chúng ta nên sắp xếp hai ngày về thăm lại con đường cũ không? Tống Thu Hàng lại hỏi cô. Đi xe điện đi. Lâm Xuân Nhi bắt đầu hào hứng, rồi đi ăn quán pizza hất cũ đó. Tiếc là quán thịt hầm không biết đã chuyển đi đâu rồi, tiệm cho thuê băng đĩa ở cổng trường cũng không còn. Nghe được câu này, mấy người cùng trầm mặt, đột nhiên hiểu thấu thế nào gọi là thời gian vụt qua như vó ngựa phi, mà cũng chỉ như một chớp nhoáng lướt qua. Nào, chúng ta nâng cốc vì cây liễu lớn ở trường trung học thập nhất đi lâm xuân nhi đột nhiên đề nghị cụng ly nhảy mắt với tiêu muội cây liễu thì có gì để uống mừng trần khoan niên không hiểu cây liễu có bí mật của tuổi thanh xuân của bọn em anh không hiểu đâu tiêu muội cười đáp lại uống cạn chén rượu với cô họ đều từng nghĩ rằng bí mật của tuổi thanh xuân sẽ trở thành một tiếng thở dài trôi đi trong gió nhưng hôm nay nó đã trở thành câu chuyện được kể lại với một nụ cười cũng không biết có bao nhiêu cô gái đã chôn giấu bí mật của họ dưới gốc cây kia. Một bữa cơm, một bữa rượu vui vẻ mà lâm ly, xoa dịu trái tim của mọi người. Tan cuộc, họ lại vẫy tay chào nhau như trước, lúc này tiêu muội rời đi cùng Trần Khoan Niên, Tống Thu Hàng và Lâm Xuân Nhi cũng cùng nhau rời đi. Mưa đã nhỏ hơn nhiều, họ cũng không muốn bắt taxi, thế là Tống Thu Hàng cầm cái ô lớn, ôm Lâm Xuân Nhi nép vào người mình, hai người cùng đi trong màn mưa lất phất những hạt mưa rơi trên chiếc ô như một bản nhạc dài. Lâm Xuân Nhi lắng nghe hồi lâu rồi chậm rãi nói, em rất nhớ thành phố đó, cũng nhớ sân trường đó. Sau khi rời khỏi nơi đó, cuộc sống luôn thân bất do kỹ. Em còn nhớ mật khẩu khóa của biệt thự không? Tống Thu Hàng đột nhiên hỏi cô. Lâm Xuân Nhi gật đầu, em nhớ, 061425. Chiều ngày 14 tháng 6 năm ấy, họ vẫy tay chào tạm biệt nhau trước cổng trường. Tống Thu Hàng vô thức giơ tay lên nhìn đồng hồ, 2 giờ 5 phút. Ký ức thanh xuân của anh dừng lại ở con số 061425. Cho nên, tình yêu là để chữa lành cho nhau phải không? Mưa rơi xuống nửa bên vai lộ ra của Tống Thu Hàng, hơi mang mát, nhưng lại rất vừa phải. Lúc trước Lâm Xuân Nhi đã từng rất sợ mùa hè, cô thường suy muốn chạy trốn mùa hè, trong lòng cô không có mùa hè nào có thể vượt qua. Nhưng vào mùa hè này, Tống Thu Hàng đã tới mùa hè dường như không còn quá khó khăn nữa. Lâm Xuân Nhi tựa đầu vào vai Tống Thu Hàng, cùng anh đi dạo dưới mưa thật lâu. Tống Thu Hàng nhét tai nghe vào tai cô, anh chàng da đen cất giọng ngâm nga khẽ khàng. I see tree of green, red rose too. I see for me and you. And I think to my what a wonderful world. Họ nhìn mãi vào đêm mưa, đèn nê ông trên đường sáng rực, cây cối hoa lá như rực rỡ hẳn lên, người bên cạnh là người trong lòng, thế giới này thật tuyệt vời làm sao. Chương 112 Lại một lần nữa đứng dưới lầu của trụ sở chính nằm trên đường Kim Dung của Thịnh Thông ở trong nước, Tiểu Hỷ cảm thấy hơi hoảng hốt. Để em phát biểu thật à, Lâm Xuân Nhi không đích thân tham dự sự kiện lớn như vậy mà lại giao cho Tiểu Hỷ, khiến anh ta cảm thấy không chân thật. Thế là anh ta lại xác nhận với Lâm Xuân Nhi một lần nữa. Chẳng thế thì sao? Lâm Xuân Nhi liếc anh ta, hay là để chị nói cho, cậu đi về nhà ngủ đi. Thôi đừng, đừng à tiểu hỷ vội vàng xin tha. Nhị thiến ở một bên đẩy anh ta, hai ngày nay để hoàn thành kế hoạch dự án này mà bà đây chỉ được ngủ có mấy tiếng đồng hồ thôi đấy, anh mà không làm tốt thì tôi hỏi tội anh. Thế mấy ngày nay chị Xuân Nhi đã dỗ ngọt anh rễ xong chưa? Tuyệt đối đừng làm khó bọn em đấy nhé. Tiểu hỷ nghĩ đến tống thu hàng thì cũng thấy tự tin hơn, tốt xấu gì cũng là người một nhà. Ai ngờ Lâm Xuân Nhi lại lắc đầu thật mạnh, sáng nay lúc ra ngoài còn ầm ý một trận nữa kia, cậu tự cầu phúc đi. Cô chỉ muốn dọa tiểu hỷ thôi, quả nhiên người kia nghe vậy mặt đã trắng bệch, thầm nghĩ hôm nay mình rơi vào chốn dầu sôi lửa bỏng rồi. Tiêu tình tới đón họ, từ xa đã nhìn thấy ba người đang đứng đó nói cười, ngay cả trên đường Kim Dung toàn trai xinh gái đẹp đi đầy đường thì nhìn vẫn cực kỳ nổi bật. Cô ấy từng gặp Lâm Xuân Nhi nên tiến thẳng đến bắt tay với cô, hello cô Lâm, tôi tới đón mọi người. Làm phiền cô rồi. Lâm Xuân Nhi đi theo sau tiêu tình, giày cao gót dẫm trên mặt đất phát ra tiếng nhịp nhàng, tư thế đi của cô rất tự tin và chắc chắn, không hề gượng gạo chút nào vì gót giày cao. Tiêu tình không nhịn được lại lén nhìn Lâm Xuân Nhi, đúng lúc bị cô bắt tại trận, Lâm Xuân Nhi cười rạng rỡ, tiêu tình đỏ mặt nghĩ thầm, má ơi, mình lại bị một người phụ nữ hớp hồn sao? Cô ấy hắn giọng nói, hôm nay có khá nhiều người tham gia thẩm định đấy. Không biết sếp có báo trước cho cô vợ nhỏ không? Cô thư ký này của Tống Thu Hàng dễ thương thật đấy đẩy cửa phòng họp ra, Lâm Xuân Nhi chợt nhìn thấy một cảnh tượng ngoạn mục. E là chưa từng có công ty nào tiến hành thẩm định dự án mà gặp phải tình huống như vậy, trong một phòng họp cực lớn có hơn chục người ngồi. Thế này đâu phải có khá nhiều người, là quá nhiều mới đúng. Hồi sáng Tống Thu Hàng ra ngoài, Lâm Xuân Nhi vẫn còn đang ngủ, cô nói cần bổ sung năng lượng để có sức chiến đấu. Bây giờ trong cô rất phấn chấn, không hề có vẻ quể quải. Mặc dù chẳng phải lần đầu tiên thấy khí thế oai hùng gặp thần giết thần của cô ở nơi làm việc, nhưng giây phút cô đẩy cửa bước vào, tim anh vẫn loạn nhịp không thể kiểm soát. Nữ vương giá lâm Anh đứng dậy giới thiệu với mọi người, hôm nay công ty chúng ta thẩm định là công ty Tân Nha, lập nghiệp chưa được 6 năm, chưa từng gọi vốn nhưng đã có tiếng tăm khá lớn trong ngành. Khách mời chúng tôi mời đến hôm nay là đối tác liên doanh, Lâm Xuân Nhi, giám đốc điều hành và quản lý kế hoạch. Vì nguyên nhân mọi người đều đã biết, tôi sẽ không tham gia thẩm định để đảm bảo quyền lợi đôi bên nhưng vẫn có thể dự thính nguyên nhân mọi người đều biết mọi người có mặt cùng nhìn về phía lâm xuân nhi cuối cùng không nhịn được mà bật cười ra tiếng lâm xuân nhi đỏ mặt còn chưa kịp bắt đầu đã suýt bị tống thu hàng đánh bại cô quán trách liếc anh người đang yêu cho rằng mình giỏi khống chế nhưng lại bị mọi người bắt được hết sự ngọt ngào ánh mắt đó của cô vô cùng nũng nịu tống thu hàng ngồi xuống một chỗ ở hàng ghế sau mặc dù cảm giác ngọt ngào trong lòng đã che giấu kỹ càng, nhưng vẫn để lộ ra bên khóe miệng. Tôi xin giới thiệu những người thẩm định chính của ngày hôm nay. Người chủ trì cuộc họp giới thiệu, cô Trần Hiểu Âu, Phó Giám đốc điều hành khu vực châu Á, anh Hạng Khôn, quản lý dự án nhà đầu tư cấp cao và anh Từ Phương, quản lý dự án nhà đầu tư cấp cao. Cảm ơn ba nhà thẩm định chính và các vị tham gia đánh giá hôm nay. Chúng tôi là một công ty nhỏ vô danh, ở vòng gọi vốn đầu tiên đã gặp được trận chiến lớn như thế này cũng đủ để chúng tôi khoe khoang nửa năm rồi lâm xuân nhi cười nói hôm nay tôi rất mong chờ các ý kiến phản biện của mọi người sau đó ra hiệu cho tiểu hỷ bắt đầu cô lấy bút và sổ ra ngồi một bên lặng lẽ ghi chép kế hoạch này khác với những gì tống thu hàng nhìn thấy hôm thứ bảy anh nghiêm túc lắng nghe một hồi thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía lâm xuân nhi ở đối diện cô cũng không hề nhìn anh một lần nào toàn tâm toàn ý tập trung tinh thần chiến đấu Lâm Xuân Nhi buộc mình phải tập trung, nhưng cứ thỉnh thoảng Tống Thu Hàng lại nhìn cô, cho dù cô có nghiêng người nhìn màn hình điện tử vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của anh bao trùm lấy người mình, đúng là đòi mạng người ta mà. Nhưng cô không dám nhìn lại anh, anh ngồi ở hàng ghế sau, muốn nhìn anh thì phải nhìn qua một hàng người đang nhìn mình chầm chầm, cuối cùng cô không chịu nổi nữa mà gửi cho anh một tin nhắn, không cho phép nhìn em nữa. Tin nhắn giả và hung dữ khiến Tống Thu Hàng nhếch môi cười, vui vẻ vì sự tương tác bí mật nho nhỏ giữa hai người yêu nhau trần hiểu âu lắng nghe nghiêm túc nhất đôi khi cô ấy lại tự hỏi lâm xuân nhi là người như thế nào liệu đó là người phụ nữ dịu dàng trí thức sẽ ngồi ngay ngắn trong phòng chờ viết nào đó hay là một nữ hiệp sĩ sẵn sàng rút đau tương trợ khi gặp cảnh bất công hay là một cô gái nhỏ trầm lặng dịu dàng và tỏa nắng như trên trang cá nhân của tống thu hàng nhưng hôm nay cô ngồi đó với khí thế của một nữ vương không kiêu ngạo không tự ti càng không có sự nhún nhường của những doanh nhân họ thường thấy trong giai đoạn gọi vốn ban đầu. Cô khiêm tốn, nhưng lại không hèn mọn. Trần Hiểu Âu nghĩ thầm, đúng vậy, chỉ có người phụ nữ như vậy mới xứng với Tống Thu Hàng. Đây là lần đầu tiên trong lúc làm việc cô ấy bị lơ đảng. Cô ấy liếc nhìn Tống Thu Hàng, tình cờ thấy anh đang nhìn Lâm Xuân Nhi bằng ánh mắt thâm tình, tán thưởng và cũng rất nghiêm túc. Trần Hiểu Âu nhớ lại lần đầu tiên gặp Tống Thu Hàng, ánh mắt anh khi đó rất bình tĩnh, dùng thái độ suy đoán để nhìn mọi sự việc. Vào cuối cuộc phỏng vấn với cô ấy, anh đã nói, đầu óc của cô cực kỳ quý giá. Anh đã dùng từ quý giá, khiến cô gái tài năng nhưng không giỏi giao tiếp vào thời điểm đó cảm động vô cùng. Lúc đó cô ấy có nhiều sự lựa chọn phù hợp hơn với mình, nhưng cô ấy vẫn chọn thịnh thông. Trần Hiểu Âu hoàng hồn lại, tiếp tục nghe kế hoạch dự án của họ và ghi nhớ một số điều cần thảo luận trong đầu. Công ty của Lâm Xuân Nhi đã thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư, những ngày này giới ngân hàng đầu tư đã biết tân nha sẽ gọi vốn nên họ đều đang tích cực hành động một số bên muốn liên doanh tin vào tân nha đều được thông báo ở các mức độ khác nhau tất cả mọi người đều rất coi trọng miếng thịt béo bở này tân nha tỉnh táo biết kiềm chế tôn trọng thị trường tôn trọng nội dung hoàn toàn có thể xây dựng lại các quy tắc và trật tự của ngành đầu tư vào tân nha là một thương vụ chắc ăn không sợ lỗ những nhân viên của thịnh thông tham gia cuộc họp hôm nay đều biết họ chỉ muốn thảo luận kế hoạch một cách hợp lý chứ không muốn dọa Tân Nha chạy mất. Tất nhiên Tân Nha cũng chẳng sợ gì. Trong khi những người khác vẫn đang đau đầu suy nghĩ về cách tiếp xúc được với Tân Nha thì sếp của họ đã vô tình vớ của hơi, chưa gì anh đã hẹn hò với người quản lý của Tân Nha rồi, vì thế cũng đồng thời giúp kéo gần đôi bên với nhau. Cho nên, đầu tư cũng cần có thêm chút may mắn. Lâm Xuân Nhi biết mình có quyền chủ động, nhưng cô không muốn lạm dụng quyền lợi này nên đã chuẩn bị tài liệu rất nghiêm túc, thái độ vô cùng chân thành. Trần Hiểu Âu đưa ra ý kiến phản biện về cách bố trí nguồn nhân lực. Một lượng lớn chi phí nhân sự của Tân Nha đã được chi cho việc giám sát dư luận và các khóa học về đảng và chính phủ. Số tiền này cao hơn 30% so với giá thị trường bình thường. Tôi có thể hỏi nguyên nhân không? Trần Hiểu Ân hỏi Lâm Xuân Nhi. Lâm Xuân Nhi đậy nắp bút lại, cười nói với Trần Hiểu Âu. Đúng vậy, cao hơn 30% so với mức chi trung bình trên thị trường, nhưng vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm thực ra chúng tôi đã tính toán trước về mức giá trị ước tính này đầu tiên tôi muốn được giải thích lý do hiện nay thị trường ngành này đang khá hỗn loạn chủ yếu là do nó vi phạm các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội và tầm nhìn mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn của con người sau một thời gian nữa nhất định chính phủ sẽ tăng cường kiểm soát nhẹ thì phạt tiền và giáo dục tư tưởng nặng thì đánh vào một công ty nào đó làm gương cho nên tôi cho rằng chúng tôi nên làm trước vấn đề đó để đảm bảo tam quan nhất quán với chủ trương của nhà nước các nhân viên cũng thực sự cần tăng cường giáo dục theo hướng này phải có trách nhiệm với người sử dụng nếu chúng tôi muốn cắm rễ vào mảnh đất này thì phải thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng của nó đôi bên cùng nuôi dưỡng lẫn nhau lâu dài lâm xuân nhi thấy một số nhà đầu tư không đánh giá cao quan điểm này cô đoán chắc họ đã ở nước ngoài lâu năm đó là điều bình thường nhưng đây là nguyên tắc cơ bản nếu họ không tuân theo nguyên tắc này thì sớm muộn gì công ty họ đầu tư cũng sẽ xảy ra chuyện sự phản đối của một số người không ảnh hưởng đến tiến độ của cô cô chỉ cần giành được sự tán thành của số đông là đủ cô lại bình tĩnh nói tiếp căn cứ vào những lý do vừa nêu chúng tôi dự định tuyển dụng với mức lương cao một hai nhân sự từ các cơ quan công khai của chính phủ một là để duy trì quan hệ với chính phủ hai là để kiểm soát tính đúng đắn của nội dung và lập trường chính trị trong công ty đồng thời chúng tôi cũng sẽ thành lập một tổ giám sát dư luận nhỏ mà chất lượng để giám sát dư luận trong ngành và mọi nội dung liên quan đến công ty chúng tôi nếu mở rộng kinh doanh nhất định sẽ đi kèm với rủi ro có một số rủi ro có thể kiểm soát được nhưng cũng có một số rủi ro sẽ khiến công ty sụp đổ nguyên tắc cơ bản của chúng tôi là không chạm vào lằn ranh đỏ của chính sách tuân thủ pháp luật và yêu nước sau đó mới bàn đến nội dung trần hiểu âu cúi đầu suy nghĩ cẩn thận lời nói của lâm xuân nhi thật ra cô ấy rất đồng ý với ý kiến đó thịnh thông đầu tư khắp nơi trên thế giới và cũng hiểu rõ về chính sách của các quốc gia khác nhau, họ cũng đã từng phải chịu tổn thất tương tự. Cô ấy chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua bản ngân sách dự toán, ngoài trừ số tiền này thì những khoản tiền khác đều nằm trong phạm vi hợp lý, vừa rồi đã thảo luận rất nhiều, tôi không có câu hỏi nào khác, xin mời người khác. Lâm Xuân Nhi lại cười với mọi người, chiếu một mã QR lên màn hình, chúng tôi đều là người mới trong lĩnh vực gọi vốn, thành công hay thất bại đều rất cần sự chỉ dẫn của mọi người cho nên chúng tôi lập một nhóm chat nhỏ hoan nghênh mọi người vào cho chúng tôi lời khuyên còn có thể hoạt động như vậy sao định để một nhóm các nhà đầu tư ưu tú tham gia vào nhóm chat để được hướng dẫn người phụ nữ của sếp tống cũng thú vị đấy mọi người lại không nhịn được mà bật cười lấy điện thoại di động ra quét mã qr trần hiểu âu cũng quét mã qr tham gia nhóm tống thu hàng gửi tin nhắn riêng cho lâm xuân nhi sao vậy em muốn kết nối với tinh hoa trong công ty anh nhà kết bạn thôi nếu là bình thường lâm xuân nhi nhất định sẽ nháy mắt với tống thu hàng tới trưa thì buổi thẩm định đã kết thúc tống thu hàng lên tiếng báo cáo thẩm định thì làm phiền grace theo sát nhé hôm nay tới đây thôi nha tống thu hàng nói xong những người khác nhanh chóng rời đi chỉ nháy mắt trong phòng họp chỉ còn lại tống thu hàng và lâm xuân nhi dưới tòa nhà công ty có nhà ăn nấu đồ ăn nhẹ ăn cũng ngon lắm nhưng giờ thì còn phải xếp hàng, vậy đến văn phòng anh trước chờ qua giờ cao điểm nhé. Được. Cảm ơn sếp Tống. Lâm Xuân Nhi gọi anh là sếp Tống khiến Tống Thu Hàng quay sang liếc mắt nhìn cô. Sự ngang bướng của Lâm Xuân Nhi ẩn chứa trong mỗi lời nói và việc làm, có lúc Tống Thu Hàng chỉ ước gì có thể trói cô lại dạy cho cô một bài học. Phương án của Nhị Thiến rất ổn, Tiểu Hỷ thì lại càng xuất sắc hơn. Vừa rồi trong nhóm nội bộ công ty anh còn khen các em đó, nói là đội quân quá mạnh, ai cũng xuất sắc chói mắt. Chương 113 Tất nhiên là thế rồi. Lúc này Lâm Xuân Nhi không hề khiêm tốn, cô thật sự rất tự hào vì tiểu hỷ và nhị thiến. Hay quá nhỉ? Tống Thu Hàng gõ cô một cái. Họ đi về phía văn phòng của Tống Thu Hàng, thấy trong khu văn phòng đang rất náo nhiệt. Từ trước đến nay nhị thiến luôn thích tham gia những chỗ náo nhiệt nên bèn rướng cổ lên xem. Trưa nay công ty mời một giáo viên yoga đến dạy, mọi người có muốn đi qua chung vui không tiêu tình nói quá được ấy chứ tập yoga trước rồi mới đi ăn cơm quá hoàn mỹ tôi còn muốn đi tham quan một vòng công ty cơ nhị thiến cao hứng bừng bừng tiểu hỷ cũng vội vàng đuổi theo tôi cũng đi sếp ở văn phòng đợi bọn em một lát nhé anh ta đẩy luôn lâm xuân nhi cho tống thu hàng chịu trách nhiệm tên nhóc tiểu hỷ này cũng khá đấy có mắt nhìn e quy cao tống thu hàng âm thầm khen ngợi trong lòng sau đó đưa lâm xuân nhi vào phòng làm việc của mình thuận tay đóng cửa lại ê lâm xuân nhi khẽ thóc lên sau đó chỉ vào cánh cửa như vậy không tốt lắm đâu rất dễ bị người ta chỉ trích sợ cái gì em nhỏ giọng một xíu là được mà tống thu hàng treo chọc cô anh dựa hông vào bàn đôi chân dài để trên mặt đất khoanh tay nhìn lâm xuân nhi đỏ mặt trong căn phòng ngập tràn ánh sáng mặt trời dù lâm xuân nhi đỏ mặt nhưng vẫn không chịu nhận thua quay người khóa trái cửa lại ngón tay sờ vào cúc áo mình vậy thì đến đi dáng vẻ thấy chết không sờn tống thu hàng bị cô chọc cười không làm được chuyện quá lố nhưng hôn một chút thì cũng không phải lố lăng gì nói rồi anh kéo lâm xuân nhi đến trước mặt mình cúi đầu xuống hôn cô sao môi lâm xuân nhi lo sao môi của mình sẽ cọ vào mặt anh nên khẽ quay đầu đi môi tống thu hàng chỉ chạm được vào khóe môi cô khiến anh không hài lòng anh nháo cầm cô hung hăng hôn thật mạnh tống thu hàng không biết có phải tất cả đàn ông sau khi yêu đều trở nên hạ lưu hay không nhưng anh chính là như vậy trong đầu anh thường xuyên có suy nghĩ muốn dạy hư lâm xuân nhi đây là phòng làm việc của anh cửa đã khóa trái xung quanh không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm lâm xuân nhi lo lắng lùi về phía sau nhưng lại bị anh ôm vào lòng nụ hôn của tống thu hàng gấp gáp mạnh mẽ có trời mới biết vừa rồi trong phòng họp không chỉ một lần anh đã thất thần lâm xuân nhi không thể từ chối nụ hôn của anh chỉ là một nụ hôn nhưng chứa đựng bao nỗi khát khao cuối cùng tiếng nuốt nước miếng của tống thu hàng cũng khiến lâm xuân nhi tỉnh táo lại cô giờ ngón trỏ tìm khe hở giữa đôi môi của hai người bọn họ tách môi ra ánh mắt tống thu hàng mờ mịt phủ sương mù răng cắn đầu ngón tay lâm xuân nhi vết sau môi còn dính trên môi anh là chứng cứ cho nụ hôn kịch liệt của hai người tỉnh táo lại nào lâm xuân nhi khàn giọng thu tay về dấu sau lưng lùi về phía sau một bước mỉm môi mắt không biết nên nhìn về nơi nào trời xanh mây trắng, khác với cảnh đêm hỗn loạn. Trong đêm tối cô có thể tự do phóng khoáng, nhưng ban ngày thì lại đột nhiên trở nên rụt rè hơn nhiều. Tống Thu Hàng cũng chưa từng làm chuyện thế này bao giờ, lúc này mới bắt đầu biết đỏ mặt. Thấy sau môi của Lâm Xuân Nhi đã phai, anh rút một tờ khăn giấy ra nhẹ giọng gọi cô, lại đây. dáng vẻ rất bá đạo. Lâm Xuân Nhi ngoan ngoãn bước tới, để anh nhẹ nhàng lau đi vết son lem nhem bị anh ăn mất. Anh cũng lem nhem, Lâm Xuân Nhi cũng rút một tờ khăn giấy ra lau môi giúp anh. Dù đã lau đi, lớp sau môi trên môi cô vẫn có màu hồng phấn, khiến khuôn mặt cô trở nên hồng hào, đầy tính mời gọi dưới ánh nắng mặt trời. Lâm Xuân Nhi Hửm Đêm nay về nhà sớm được không? Ok Cả buổi chiều Tống Thu Hàng không thể tĩnh tâm được Trong phòng làm việc anh thường suy nghĩ đến Lâm Xuân Nhi Chẳng hiểu sao lại thấy buổi chiều hôm nay cứ dài lê thê Khó khăn lắm mới kết thúc cuộc họp cuối cùng anh lập tức đứng dậy bước ra ngoài trần hiểu âu đuổi theo anh tối nay anh có tăng ca kiểm tra dữ liệu không hôm nay cứ vậy đã cô cũng tan làm sớm đi tìm người đi uống rượu chung cho vui tống thu hàng bước đi rất nhanh sau khi lên xe thắt dây an toàn anh đột nhiên cười một tiếng tự giảo mình kém cỏi tới mức như vậy sao bị cô quấy cho tâm thần không yên cả buổi chiều trong người như lửa đốt dù thế nào cũng không bình tĩnh nổi đôi mắt cứ thế ngóng trong lâm xuân nhi vào nhà đầu ngón tay lâm xuân nhi chạm vào ổ khóa mã hóa tiếng mở khóa lọt vào tai tống thu hàng rơi vào trong lòng anh khiến tim anh giật thót đập càng lúc càng nhanh cho dù trong phòng lờ mờ tối tăm anh vẫn có thể nhìn thấy trên trán lâm xuân nhi lấm tấm mồ hôi nhất định cô đã phải đi liền một mạch để đến gặp anh không chịu chậm lại chuyện này khiến tống thu hàng cảm thấy ngọt ngào vô cùng cô nhìn anh nhìn tay anh nắm lấy mép dưới của chiếc áo sơ mi polo không nói một lời tim lâm xuân nhi đập thình thịch cô nhìn ra ngoài cửa sổ ánh hoàng hôn đã bao trùm vạn vật rèm cửa che trước giường trong phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ cô muốn trở thành ánh sáng đó vây chặt tống thu hàng vào trong suy nghĩ lưu luyến này khiến cô không thở nổi cô lấy tay che mắt ép mình phải bình tĩnh lại khi buông tay ra lần nữa ánh mắt cô đã trở nên kiên định và đầy dũng khí tiến tới lâm xuân nhi mày toan đời rồi cô thầm tự nhủ cô đã yêu tống thu hàng đến thảm hại cả buổi chiều cô mất hồn mất vía chỉ muốn bỏ dở những công việc đó mà chạy về nhà gặp anh luôn mà chạy thế này còn khiến cô rất vui tống thu hàng mày toan đời rồi anh thầm tự nhủ đây là lần đầu tiên trong đời anh buông bỏ sự kiềm chế anh cảm nhận được sự nóng nảy không thể kiểm soát này anh vội vàng không thể chờ đợi được cũng không sợ cô sẽ chạy trốn anh hoàn toàn biết rõ cô sẽ chấp nhận mình thế này chấp nhận một con người hoàn toàn khác với anh của thường ngày vầng trăng sáng tỏ trên nền trời nhìn xuống thế gian xem người ta yêu nhau thế nào nhìn được một lát đến mặt trăng cũng phải thẹn thùng nếu trên đời không ai phải khổ vì tình ai nấy đều thanh thản tự tại thì tốt biết bao nhưng chuyện đó khó tới cỡ nào chứ họ gặp nhau lúc ba ngày ôm nhau buổi hoàng hôn từ đó trở đi họ sẽ là chiến hữu cùng nhau hướng tới lý tưởng bên nhau không rời không bỏ không có tình yêu nào có thể tốt hơn thế này nữa Em không hy vọng anh ở bên em vì em dịu dàng, thấu hiểu, vì em thích hợp để kết hôn. Em không hy vọng anh ở bên em vì em độc lập tài chính, không phụ thuộc, không bao giờ gây rắc rối cho anh. Em không hy vọng anh ở bên em vì em chỉ là một lựa chọn tốt hơn trong tất cả những lựa chọn của anh. Đêm mưa triền miên mãi không dứt, mưa to làm ướt kính, viền như đứng trước cửa sổ, gương mặt phản chiếu loáng thoáng trên ô cửa sổ. Đây là một đoạn độc thoại dài trong loạt phim ngắn Bài thơ gửi người con gái. Cô đã xem đi xem lại nhiều lần, nhớ lại sự suy sụp của mình vào ngày quay phim. Em hy vọng anh yêu em vì em là chính em. Em hy vọng mình sẽ không bao giờ là người hiểu chuyện, mãi mãi trẻ trung và tùy hứng. Em hy vọng khi em 18, 25, 30, 40, 60 hay 80 tuổi đều có quyền được tự tin làm nũng. Em hy vọng bằng những nỗ lực của bản thân, em sẽ luôn kiêu ngạo hào phóng không bao giờ phải quan tâm đến ánh mắt thế gian. Em hy vọng em được là chính em, trở thành chính em, tự mình yêu bản thân mình. Đó là tiếng than khóc trong bộ phim, cũng đồng thời là tiếng nói trong lòng Viên Như. Đó là món quà Lâm Xuân Nhi tặng cho cô ấy, cô đã dành ra nhiều ngày để viết đoạn độc thoại cho Viên Như, khiến Viên Như bật khóc nước mắt đầy mặt. Tiêu Khả đóng máy tính của Viên Như lại, ngồi bên cạnh cô ấy, lặng lẽ ở bên cô ấy. Hôm qua em đã liên lạc với bác sĩ Vương Ông ấy đề nghị giảm bớt một nửa số hoạt động và việc xã giao, để chị có nhiều thời gian ở một mình hơn. Cho nên em muốn thảo luận với chị nên từ chối cái nào? Viên như lau nước mắt, suy nghĩ một lát rồi nói, từ chối hết đi. Chắc chứ? Chắc chắn. Hình như năm nay cũng không có nhiều lời mời lắm. Sau này chị chỉ làm công việc mình yêu thích thôi. Hình như danh tiếng cũng không quá quan trọng, địa vị không quan trọng, hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Húng chi chúng ta vẫn còn có tiền để sống mà. Viên Như nhìn Tiêu Khả, cô ấy như đã được tái sinh, dù sao đến tuổi này, cuối cùng cô ấy cũng học được cách hòa giải với chính mình. "Vô muốn em ký hợp đồng với phòng làm việc của anh ấy, điều kiện chia sẻ lợi ích cũng thương lượng xong rồi, anh ấy yêu cầu em chọn hai nghệ sĩ. Em đã sống dựa vào chị nhiều năm rồi, sau này để em nuôi chị." Tiêu Khả quay người sang nhìn Viên Như thật nghiêm túc. "Đừng." Viên Như cười nói, em kiếm tiền cũng không dễ dàng gì làm gì đến mức phải để người khác nuôi mình số tiền trong tay cô ấy hiện giờ vẫn đủ để sống đàng hoàng có thể diện viên như một lần nữa tự định nghĩa lại hai chữ thể diện yêu bản thân mình chính là có thể diện nhất tiêu khả muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống cô ấy chỉ nắm tay viên như dường như cánh tay này đã có da có thịt hơn trước dạo này vô thế nào viên như hỏi tiêu khả từ lần làm tình cuối cùng với kiều hạng văn cô ấy rất ít khi gặp lại anh ta vô đang chuẩn bị cho bộ phim anh ta tự viết kịch bản đạo diễn và diễn xuất nội dung là gì nói thật thì em cũng không biết anh ấy nhốt mình trong phòng cả ngày để viết kịch bản đến giờ chưa có ai đọc được vương cẩn đã đến vài lần đi vào trong phòng ngủ của vô thảo luận chuyện gì đó giọng nhỏ lắm viên như gật đầu nghĩ đến kiều hạng văn trong lòng cô ấy lại thấy ấm áp trong lần gặp gỡ cuối cùng đó cô ấy mới hiểu được con người Kiều Hạng Văn, anh ta là một người tốt, nhưng cũng là người hung dữ lòng dạ ác độc. Nếu trên đời này có một người có thể vừa xấu vô cùng cũng tốt vô cùng thì chính là Kiều Hạng Văn. Có một lần vào nhiều năm trước Kiều Hạng Văn chăm một điếu thuốc trầm tư bên cạnh cô ấy, nói nghiêm túc, con người tôi tâm địa quá cứng rắn, chắc chắn lúc chết cũng chẳng an nhàn tử tế gì đâu. Chương 114 Lúc Lâm Xuân Nhi ra khỏi công ty đã gần nửa đêm đêm muộn ngày hè là thời điểm thích hợp nhất trong ngày để đạp xe lúc này không có cái nóng như trong ngày thỉnh thoảng còn có gió mát cô đẩy xe xuống tầng ngẩng đầu nhìn mặt trăng không biết thời tiết ở nhật bản như thế nào tống thu hàng có ăn kaiseki không tống thu hàng đi nhật bản công tác đã gần 10 ngày thời gian quá dài lúc trước lâm xuân nhi chưa từng trải qua cảm giác nhớ nhung như vậy bây giờ mỗi lúc rảnh rỗi là cô lại nhớ đến anh nhớ tới mức độ nào ư có lẽ là khi trời trở gió sẽ sợ anh không có quần áo dự phòng trời đổ mưa lại sợ anh không mang theo ô cô nói về cảm giác kỳ diệu này với tiêu muội tiêu muội chỉ khen cô đã hiểu chuyện biết thế nào là yêu rồi tống thu hàng cũng không khá hơn cô là bao anh còn nhớ lâm xuân nhi nhiều hơn làm việc không ngừng nghỉ chỉ muốn về sớm để được gặp cô gái yêu dấu của anh nghĩ đến đây lâm xuân nhi khẽ mỉm cười để chân lên bàn đạp chuẩn bị bắt đầu buổi tập thể dục dưỡng sinh tối nay lâm xuân nhi có người gọi cô. Lâm Xuân Nhi quay đầu lại, nhìn thấy dưới tầng công ty có một người đàn ông đang đứng dưới tàn cây. Người ấy mặc một chiếc áo phong trắng đơn giản, quần đùi rộng màu xám nhạt, đi một đôi giày thể thao màu trắng, trông vẫn trẻ trung như xưa. Đó là một người bạn cũ đã nhiều năm không gặp. Người bạn cũ từng khơi dậy những gợn sóng trong lòng cô. Thời Thanh Lâm Lâm Xuân Nhi quay đầu xe lại, nhìn anh ta hồi lâu mới hỏi, về rồi à cô không chào hỏi, cũng không nói lâu rồi không gặp, bỏ hết những câu hàng huyên kiểu đó. Anh ta nhờ lương thần chuyển lời nói sẽ sớm trở lại nên Lâm Xuân Nhi cũng không kinh ngạc. Ừ, về được nửa tháng rồi. Hoàng nghênh anh về nước. Lâm Xuân Nhi cười với anh ta, đềm hồn khuya khoắc anh không ở nhà ngủ mà đi đâu thế. Mộng Du à nhiều năm không gặp nhau, cô chỉ đối xử với anh ta như gặp được một người bạn cũ, biểu cảm không có gì khác thường, không một chút gần sống. Vẻ mặt thời thanh Lâm nhẹ tên anh ta vẫn nhớ rõ miệng lưỡi sắc bén và sự cuồng loạn của lâm xuân nhi thế nào ừm mộng du đi nhầm đến tận đây uống một chén không anh ta đi tới trước mặt lâm xuân nhi cúi đầu nhìn cô lâm xuân nhi đã thay đổi rồi cô không còn là người phụ nữ có thể nhấn chìm mọi người bằng nỗi buồn như năm đó nữa giờ cô hay cười má lúng đồng tiền từng chứa đầy u sầu giờ chỉ toàn đựng những niềm vui anh ta đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm cô trên màn hình buổi phát sóng trực tiếp chuyến đi từ thiện cộng đồng. Cuối cùng cô đã sống được cuộc sống mà cô luôn mơ ước khi đó. Thời Thanh Lâm rất kính nể sức sống mãnh liệt của Lâm Xuân Nhi. Lúc đó anh ta nhìn cô và luôn nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó cô sẽ biến mất trên cõi đời này. Nhưng không ngờ cô có thể trưởng thành điên cuồng đến vậy ở tuổi đôi mươi, cuối cùng đã không bị bất cứ thứ gì đánh bại, khiến cuộc sống vốn cằn cỗi của mình trở nên tươi tắn đầy sức sống. Uống rượu cũng được, nhưng hôm nay thì không bạn trai tôi đi vắng, không thể đi uống rượu khuya với người đàn ông khác được, nhất là bạn trai cũ. Lâm Xuân Nhi nói đến từ bạn trai cũ thì hơi nhấn mạnh hơn một chút, muốn nhắc nhở thân phận của thời Thanh Lâm. Sau đó cô cười với anh ta, cầm lấy bình nước trên khung xe uống một ngụm nước, chân đang chống dưới đất như thể sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Bạn trai cũ Thời Thanh Lâm nghiền ngẫm thật kỹ ba chữ này, đây chính là phong cách của Lâm Xuân Nhi, rất thẳng thắn, không che đậy cũng không giấu giếm. Anh ta khẽ cười, nụ cười vẫn dịu dàng như ngày đó, tâm sự đơn thuần cũng không được à. Đương nhiên là không. Lâm Xuân Nhi cài lại mũ bảo hiểm, Tống Thu Hàng hẹp hòi lắm. Cô nói thẳng tên Tống Thu Hàng ra, chắc hẳn thời Thanh Lâm cũng biết. Anh có quan hệ thân thiết với Lương Thần, chắc chắn Lương Thần đã nói cho anh ta biết. Đương nhiên Tống Thu Hàng không hề hẹp hòi, anh chỉ bị Lâm Xuân Nhi lôi ra làm lá trắng. Nhưng cô cũng thật sự nghĩ như vậy, nếu đang trong mối quan hệ yêu đương với người khác thì không thể một mình đi gặp bạn trai cũ. Đây là quy tắc ứng xử, là nguyên tắc và ranh giới cuối cùng, không thể phá vỡ. Ừ, tôi biết rồi. Chúc mừng cô đã đạt được điều mình ước muốn. Thời Thanh Lâm cũng biết về Tống Thu Hàng, nằm đó người thiếu niên này đã giao vào lòng Lâm Xuân Nhi một cái gai mà không ai có thể chạm tới. Chỉ cần chạm vào là Lâm Xuân Nhi sẽ xù lông. Ban đầu khi anh ta chỉ là bạn thân của cô, thì không hề bận tâm chuyện trong tim cô luôn ghi nhớ một người thiếu niên. Nhưng khi trở thành bạn trai, anh ta bắt đầu so sánh. Khi họ cãi nhau, thời thanh lâm sẽ nói, nếu anh là người em thầm mến thì em có tính toán chi ly với anh thế này không? Anh ta chưa từng thực sự hiểu rõ Lâm Xuân Nhi, cho đến tận bây giờ Lâm Xuân Nhi vẫn luôn là người tính toán chi ly. Chỉ là Tống Thu Hàng chưa bao giờ động đến ranh giới cuối cùng của cô, anh biết cô thực sự yêu ghét điều gì, luôn để cô ở nơi an toàn nhất lâm xuân nhi nghe ra trong lời anh ta nói có hàm ý nhưng không muốn nhiều lời cùng anh ta nữa khi đó anh ta đổ cho cô những tội danh trên trời muốn để tống thu hàng phải chịu trách nhiệm vì việc họ không hạnh phúc từ đầu đến cuối thời thanh lâm vẫn không chịu tin rằng khi họ đang yêu nhau lâm xuân nhi đã thực sự yêu anh ta năm đó bọn họ chẳng biết gì cả không biết cách tin tưởng không biết cách khoan dung năm đó mối quan hệ của họ quá rối loạn cảm ơn hẹn gặp lại lúc trước là người yêu giờ gặp nhau lại chỉ nói được đôi ba câu ngoài ra không thể nói gì khác lâm xuân nhi lên xe để lại cho anh ta một bóng lưng cô giơ tay vẫy vào trong không trung chào tạm biệt anh ta cô cảm thấy mình không còn chuyện gì để nói với thời thanh lâm cả lời nên nói cô cũng đã nói hết khi họ chia tay rồi không luyến tiếc không hối hận đó chính là thái độ của cô đối với mối quan hệ đó sau khi về nhà tắm rửa cô nhận được điện thoại của tống thu hàng hình như anh đã uống rượu giọng điệu có vẻ khá vui, còn nhớ cái bình nước của anh không? Anh mang nó theo sao? Đúng vậy. Em nhớ, trông rất đẹp, em vẫn thường lén lấy để uống nước. Lâm Xuân Nhi thích bình nước của Tống Thu Hàng nên thỉnh thoảng không nhịn được lại lấy ra uống, dấu son môi của cô yên dấu ở nơi môi Tống Thu Hàng thường chạm vào. Có cảm giác thân mật bí mật. Đương nhiên Tống Thu Hàng cũng biết, nhưng anh chưa bao giờ vạch trần cô, trừ Lâm Xuân Nhi ra thì chưa từng có ai được dùng bình nước của anh anh biết. Tống Thu Hàng cười, hôm nay anh đi đặt một cái cho em. Là quà công tác à? Đúng. Sao không phải hơ mịt? Anh hơi keo kiệt đấy nha. Lâm Xuân Nhi trêu chọc anh. Vậy anh tặng em túi nhé, còn cốc thì tặng người khác thôi. Anh dám. Giọng làm nũng của Lâm Xuân Nhi khiến Tống Thu Hàng bật cười thành tiếng. Anh đã hoàn thành chuyến công tác chỉ trong 9 ngày, từ Tokyo đến Osaka rồi đến Nagoya, ngựa không dừng vó. Chỉ có thể lặng lẽ nói vài lời với Lâm Xuân Nhi mỗi đêm. Lâm Xuân Nhi hỏi anh có đi ăn tiệc cung nguyên con hay món kaiseki không, có xem phim trả tiền ở khách sạn không. Hai người trò chuyện hồi lâu, Lâm Xuân Nhi đột nhiên nói, kể cho anh một chuyện này, hôm nay bạn trai cũ của em đột nhiên xuất hiện muốn mời em đi uống rượu, nhưng em từ chối rồi. Sao em lại từ chối? Bởi vì giờ bạn trai hiện tại của em không có ở đây đề nghị em đừng gọi anh là bạn trai hiện tại. Tống Thu Hàng sửa lại, làm anh có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành bạn trai cũ. Lâm Xuân Nhi bật cười khúc khích, em kể cho anh nghe chuyện bạn trai của xuất hiện mà anh lại đi xoắn suýt chuyện xưng hô của em với anh. Tống Thu Hàng trầm mặt một lúc, Lâm Xuân Nhi nghe tiếng thở đều đều của anh, trong lòng thấy yên tâm vô cùng. Có cần anh giúp không? Tống Thu Hàng hỏi cô. Cần. Cần anh làm gì? cần anh mau về đi, em hơi nhớ anh rồi. Chỉ hơi nhớ thôi à, còn anh thì nhớ em nhiều lắm rồi. Tống Thu Hàng cười khẽ. Lâm Xuân Nhi thích tán gẫu với Tống Thu Hàng như thế này. Năm cô 24-25 tuổi, cô cũng không phải người ôn hòa, cô dễ tức giận, dễ bị tổn thương, bị kích thích một chút thôi cũng không chịu được. Lúc đó bà nội vừa mới qua đời, cô tiễn biệt người thân cuối cùng trên đời, chìm vào bóng tối vô tận khi đó cô chỉ có thời Thanh Lâm là thời Thanh Lâm cực kỳ yêu cô là thời Thanh Lâm lấy tư cách bạn bè ở bên cô ba năm là thời Thanh Lâm đã vui sướng khoa tay múa chân ngày họ chính thức yêu nhau cô còn tưởng thời Thanh Lâm sẽ không rời bỏ cô cô đã phơi bày những điều tồi tệ nhất của mình trước mặt anh ta nhưng trên đời này không có gì là mãi mãi Lâm Xuân Nhi cảm thấy là mình đã dọa anh ta sợ chạy mất cô đã từng toàn tâm toàn ý tin tưởng anh ta cô cho rằng những người yêu nhau sẽ hàng gắn chữa lành cho nhau. Hoặc nói đúng hơn là, cô đã nghĩ rằng thời Thanh Lâm sẽ chữa lành vết thương cho cô. Lẽ ra cô không nên làm thế, không nên trông cậy vào người khác chữa lành vết thương cho mình. Cũng không nên trông cậy vào việc một người sẽ chịu đựng tất cả sự xấu xa của mình mà không chạy trốn. Không ai sinh ra đã biết yêu. Lâm Xuân Nhi cúp điện thoại thì thấy thời Thanh Lâm gửi lời mời kết bạn, nhưng cô từ chối. Sau đó cô nhận được một tin nhắn của một số lạ. Tôi là Thanh Lâm, xin được kết bạn nếu có cơ hội thì rủ bạn trai cô cùng đi uống một chén lâm xuân nhi cảm thấy thời thanh lâm là người rất kỳ lạ anh ta luôn là một kẻ lập dị khi đó có rất nhiều cô gái thích anh ta nhưng anh ta lại chỉ tốt với cô khi đó cô yêu nhạc róc xách cái túi vải đi xem đủ các loại lễ hội âm nhạc đôi khi cô sẽ buộc tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng khoan khoái đôi khi lại trang điểm rất kỳ dị thời thanh lâm luôn ở bên cạnh cô rõ ràng anh ta không thích những cô gái như thế nhưng anh ta vẫn muốn nhẫn nhịn vì cô. Cô được kéo lên sân khấu hát, anh ta tìm một bó hoa tặng cô, ôm lấy cô giữa những tiếng hát. Cô đi khắp thế giới, anh ta thì ghi lại số chuyến bay của cô, chuyến bay của cô bị hoãn hay hủy anh ta còn biết rõ hơn cô. Anh ta nhớ rõ cô thích ăn gì, không thích ăn gì nên đã thay đổi khẩu vị của mình, chỉ ăn theo khẩu vị của cô. Giữa họ có những ký ức tốt đẹp, không phải tất cả đều bết bát. Thời Thanh Lâm thực sự đối xử với cô rất tốt lâm xuân nhi cũng từng yêu anh ta cô đã yêu thời thanh lâm khi đó cô cảm thấy mình không xứng đáng với bất kỳ mối quan hệ thân mật nào nhưng thời thanh lâm vẫn ở bên cạnh cô anh ta đối xử với cô rất tốt tốt đến mức cô đã nghĩ rằng bố cô đã tái sinh trong hình dáng của anh ta tốt đến mức lâm xuân nhi muốn báo đáp anh ta lâm xuân nhi nhớ tới đoạn chuyện cũ này cũng cảm thấy thổn thức cô đột nhiên nhớ tới khoản đóng góp bí ẩn mà họ không thể kiểm tra ra trong chuyến đi từ thiện còn cả lời chào bằng tên thật dành cho cô trong phòng phát sóng trực tiếp có vẻ hơi giống cách làm của thời thanh lâm nhưng cô không hỏi anh ta điều gì ngủ ngon là tin nhắn gửi cho tống thu hàng còn tống thu hàng thì sao đây là lần đầu tiên anh gửi ảnh cho cô anh đang ở trong phòng tập thể dục bộ quần áo đẫm mồ hôi dính vào người lộ rõ đường nét cơ thể cũng tại khi đang ăn tối với các đồng nghiệp nam bên nhật bản họ nói về cách giữ cảm giác mới mẻ với vợ sau một thời gian dài chung sống một trong những đồng nghiệp nam đã kết hôn hơn 10 năm đột nhiên nói, thử gửi ảnh mập mờ xem. Họ cũng nói rất nhiều cách khác nữa, Tống Thu Hàng không nói nhiều, nhưng anh nhớ kỹ từng cách một. Trước khi gửi ảnh anh cũng đã trấn an tinh thần một hồi lâu, anh sợ Lâm Xuân Nhi lầm tưởng tài khoản của mình bị hắt sẽ kéo vào danh sách đen nên vội nhắn kèm theo một câu sau khi đăng ảnh, em ngủ sớm đi, anh đang tập thể dục. Lâm Xuân Nhi cắn đầu ngón tay, đột nhiên cười thành tiếng. Tống Thu Hàng đáng yêu quá, rõ ràng đang dụ dỗ cô nhưng lại không biết nên làm thế nào, cái tay vừa mò ra thăm dò đã thu lại ngay. Thế là cô nhảy xuống giường, cởi chiếc áo phong rộng đang mặc, thay một chiếc váy ngủ hai dây mỏng như cánh ve, sợi dây lưng mỏng manh buông thõng xuống tấm lưng mịn màng, phía trước là cảnh đẹp không cần tả thêm, tóm lại là đẹp không nói nên lời. Cô tìm góc nghiêng chụp một tấm gửi cho Tống Thu Hàng. Cũng bắt chước giọng điệu của anh, vậy anh tập đi nha, em đi ngủ đây. Tống Thu Hàng tưởng Lâm Xuân Nhi đã ngủ rồi, anh đang nâng tạ thì nghe thấy âm báo điện thoại, bỏ tạ xuống cầm lên xem thử. Vừa nhìn thấy, máu lập tức dồn thẳng lên đỉnh đầu, may là lúc này đã muộn, trong phòng tập chỉ có mình anh, nhưng cũng đủ lấy mạng anh rồi. Anh nhắn lại một câu, em chờ chút. Hửm. Đừng ngủ vội, chờ anh về phòng đã. Chúng ta nhắn tin đến mức này rồi mà không làm gì thì quá đáng tiếc. Tống thu hàng treo chọc cô. Không đấy. Ngủ ngon nha. Lâm Xuân Nhi ném điện thoại sang một bên, có qua có lại một hiệp là đủ rồi. Trong bóng đêm, cô từ từ nhắm mắt lại, nghĩ đến chuyện có thể tối nay tống thu hàng sẽ khó mà thư thái nổi, cô lại phì cười thành tiếng. Chương 115 Tất nhiên tống thu hàng không nhịn được. Anh chạy trên máy chạy bộ hơn nửa tiếng mới làm dịu được sự cồn cào trong cơ thể. Một bên đổ mồ hôi như mưa, còn một bên thì thầm oán, vẫn là đồng nghiệp nam bên Nhật Bản biết chơi hơn, mới một tấm ảnh thôi mà đã thế này rồi. Anh quay về phòng mở điện thoại di động lên xem, không khỏi nuốt nước bọt. Lâm Xuân Nhi thật sự là một cô nhóc ma mảnh, anh chỉ mới gửi một tấm hình mà cô đã hiểu chuyện ngay, gửi qua một tấm ảnh mặc đồ ngủ. Tống Thu Hàng phóng to ảnh lên xem, anh chưa từng nhìn thấy bộ đồ ngủ này, 80% là Lâm Xuân Nhi lén mua. Lâm Xuân Nhi là một người làm chuyện gì cũng vô cùng nghiêm túc, có một hôm cô trốn trong phòng ngủ nói chuyện điện thoại với tiêu muội Tống Thu Hàng ở phòng khách loáng thoáng nghe thấy cô nói, làm việc phải thật nghiêm túc, làm tình cũng phải thật nghiêm túc. Không biết thì phải học, tớ còn tìm được quyển tranh minh họa lịch sử tình dục của Trung Quốc bản online nữa, có rất nhiều tư thế quái lạ, chỗ nào cũng là chiến trường. Đợi lát nữa tớ gửi cho cậu xem, cậu dựa theo tinh thần nghiên cứu văn vật rồi nghiên cứu mày mò thật kỹ vào. Lâm Xuân Nhi bô bô cái miệng như tàu lửa chạy, người nói vô tình, nhưng người nghe như tống thu hàng lại có ý thì ra phụ nữ mà tụng lại với nhau thì sẽ nói về chuyện này ư còn thoáng hơn cả đàn ông nhìn mức độ này thì chỉ thiếu điều lôi cậu nhỏ của bạn trai mỗi người ra so sánh nữa thôi ý chỉ một người khéo ăn khéo nói năng lực phản biện hùng hồn có thể đổi trắng thay đen đổi đen thành trắng chết nói thành sống nhưng tống thu hàng vẫn xem thường lâm xuân nhi và tiêu muội rồi từ lâu bọn họ đã âm thầm so sánh anh nghe đến đỏ cả mặt nhưng cũng biết bản thân đã có một người bạn gái rất nghiêm túc tò mò và tích cực tìm hiểu chuyện giường chiếu giống như lúc này anh chỉ gửi cho cô một tấm ảnh tập diêm ướt đẫm cô đã gửi lại một bức ảnh đồ ngủ khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ tuyệt đối không chịu thua kém tống thu Hàng thực sự yêu thích tấm ảnh này không gì bằng cứ ngắm đi ngắm lại trong hệt một tên mê gái không ngờ anh lại dùng từ mê gái để hình dung bản thân chắc đã được nền văn hóa nhật bản hôn đúc rồi anh cười tự giảo con ngủ chưa dì thượng đột nhiên hỏi anh con chưa ạ à? dì thượng nói cho con biết một chuyện ông tống quyết định về nước sống một thời gian vậy con đi công tác về rồi quét dọn nhà một chút bao giờ mới về con đến sân bay đón hai người đợi cả buổi mà dì thượng cũng không trả lời tống thu hàng bèn gọi cho bà dì thượng bắt máy nói có phải dì thượng trả lời chậm không dì đang tìm kính lão mắt nhìn điện thoại thấy không rõ lắm gần đây dì có uống thuốc đúng giờ không đấy có chứ có chứ con cũng đừng lo cho dì thượng nữa con nghe dì thượng nói con không cần quét dọn kỹ càng làm gì ông tống không ở trong biệt thự ông ấy nói năm hai nghìn từng mua hai căn nhà ở bên đó sau này giao lại hết cho quản lý nhà đất xử lý ông ấy đã chọn một căn nhà ở trong thành phố rất nhộn nhịp dì thượng nói một lát thì bật cười khi nào rảnh gì sẽ hỏi lại ông Tống còn có nhà đất ở đâu nữa, đừng giấu giấu dếm dếm, phải nhanh chóng khai ra hết. Tống Thu Hàng bị dì thượng chọc cười, gần đây sức khỏe ông ấy tốt không? Con có gọi điện mấy lần, nhưng ông ấy không bắt máy. Tốt lắm. Tính tình cũng tốt hơn rất nhiều. Dì thượng suy nghĩ một chút rồi nói, còn nói với Xuân Nhi một tiếng đi. Đừng để tới lúc đó. Vâng. Con sẽ nói với cô ấy sẽ không để bố con gặp riêng cô ấy. Vậy là tốt rồi. Đợi xác định ngày rồi Di Thượng sẽ nói cho con biết. Di Thượng ngừng một chút rồi nói, sống với Lâm Xuân Nhi có được không? Con bé kia cực kỳ thú vị, Di Thượng cảm thấy con đã sáng sủa hơn lúc trước nhiều rồi. Ở chung tốt lắm à, đợi gì về rồi con bảo cô ấy mời dì ăn một bữa cơm, cô ấy có tiền. Tống Thu Hàng nói đùa, anh sẽ không nỡ để Lâm Xuân Nhi tiêu tiền đâu anh mong rằng lâm xuân nhi có một kho bạc nhỏ để cô cất tiền của mình cho đàng hoàng như vậy thì cho dù tình hình kinh tế có ra sao đi nữa cô cũng sẽ có đường lui cho mình tống thu hàng cũng đã mở riêng một tấm thẻ mỗi tháng để dành một khoản tiền cho cô thậm chí anh còn mời khương phương lộ giúp anh soạn văn bản pháp luật nhỡ đâu anh xảy ra chuyện không lành lâm xuân nhi sẽ có được tất cả quyền hạn sử dụng tấm thẻ kia anh từng nói nếu như cả đời không kết hôn thì phải sắp xếp mọi chuyện đâu ra đó anh suy nghĩ cực kỳ thấu đáo một người mới hơn ba mươi tuổi mà đã suy nghĩ đến việc lập di chút rồi khương phương lộ cười nhạo anh nghĩ nhiều nhưng lại vô cùng kính nể anh thôi đừng dì thượng không nỡ xài tiền của xuân nhi con bé kiếm tiền không dễ dàng lúc mấy đứa đi đạp xe đạp dì thượng đã nhìn ra hết rồi trong trong ngoài ngoài đều là con bé hết vừa muốn kiếm tiền lại vừa muốn làm việc thiện thực sự là một cô gái tốt cảm ơn dì thượng đã thích cô ấy đâu chỉ mình dì thượng thích dì thượng hắng giọng nhỏ giọng nói, cái hôm hai đứa làm nghi thức kết thúc chuyến đi, dì đi đưa trà cho ông Tống, bắt gặp ông ấy đang mỉm cười nhìn màn hình. Trong lòng ông ấy chắc cũng thích. Thôi được rồi, con mau đi ngủ đi. Dì thường cúp điện thoại. Tống Thu Hàng cũng không trông mong Tống Lương Ngọc sẽ thích Lâm Xuân Nhi. Lâm Xuân Nhi cũng không phải món đồ chơi mà có càng nhiều người thích cô thì càng tốt. Tống Thu Hàng không muốn cô phải cố tình lấy lòng bất cứ người nào. Lúc Lâm Xuân Nhi mở mắt ra đã hơn 9 giờ sáng, Nhớ hình như ngày mai Kiều Hạng Văn phải phẫu thuật, ngày hôm nay chắc đã nhập viện rồi. Cô hiếm khi gọi điện thoại cho anh ta, anh ta bắt máy rất nhanh, chuyện gì thế? Có phải ngày mai anh phẫu thuật không? Lâm Xuân Nhi hỏi anh ta. Phải. Nhập viện rồi à? Vừa làm thủ tục xong. Được, tôi đi thăm anh. Không cần đâu. Kiều Hạng Văn cúp máy. Lâm Xuân Nhi tặc lưỡi một tiếng rồi gọi điện cho Vương Cẩn hỏi anh ta nằm viện ở đâu chỗ đó cách nhà lâm xuân nhi cũng không xa thế là cô thức dậy đánh răng rửa mặt ăn hết hai quả trứng gà rồi lại uống một ly sữa tươi sau đó đạp xe lên đường mặt trời gay gắt cô mặc đồ chống nắng đầy đủ không đến mức bị phơi nắng nhưng lúc đến bệnh viện lại giống như vừa tắm một lượt tóc và mặt đều ướt nhẹp cô tới chỗ y tá làm thủ tục đăng ký thăm bệnh y tá cứ nhìn cô hết lần này tới lần khác tò mò về người phụ nữ tới thăm kiều hạng văn lâm xuân nhi không thích tới bệnh viện mùi trong bệnh viện đã kéo dài xuyên suốt thời niên thiếu của cô có một khoảng thời gian thậm chí mỗi khi nhìn thấy hai chữ bệnh viện cơ thể của cô lại xuất hiện phản ứng căng thẳng cô đứng trước cửa phòng bệnh kiều hạng văn thật lâu cuối cùng mới đi vào kiều hạng văn ở phòng bệnh riêng lúc này đang đứng trước cửa sổ hóng mát lúc nghe thấy tiếng quay đầu lại thì nhìn thấy một lâm xuân nhi cực kỳ lôi thôi anh ta nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ đã bảo cô đừng đến cơ mà đến thăm anh một chút. Lâm Xuân Nhi đứng ở chỗ khá xa, tôi đạp xe tới, cả người toàn là mồ hôi. Cách xa anh một chút mới tốt. Kiều Hạng Văn nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, trong lòng mềm nhũng ra, nhưng ngoài miệng vẫn nói lời khó nghe, cô ăn nhiều như vậy, phải vận động nhiều vào. Hi hi. Lâm Xuân Nhi cười hi hi một tiếng, kéo cái ghế nhỏ ở bên cạnh qua ngồi xuống. Cô hì hì cái gì? Kiều Hạng Văn bị cô chọc cho tức cười, dựa vào bề cửa, xoay người cầm lấy một điếu thuốc lâm xuân nhi bước mấy bước tới trước giường bệnh đặt tay lên chuông báo anh hút thuốc là tôi tố cáo anh đấy cô quản nhiều thật kiều hạng văn bỏ thuốc xuống lâm xuân nhi đi tới phía trước lấy hộp thuốc với bật lửa của anh ta qua trong miệng vẫn lại nha lại nhãi tốt nhất là anh nên tuân thủ quy tắc của bệnh viện đừng gây thêm phiền phức cho bác sĩ với y tá hương vị mặt trời tỏa ra trên người cô gùa vào khoang mũi của kiều hạng văn anh ta nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm tránh xa tôi ra tôi sợ tôi bộc phát thú tính kéo cô tới làm một phát phòng bệnh play bây giờ. Chật chật chật. Có vài người rõ ràng sắp phẫu thuật rồi mà miệng vẫn hỗn. Cô bỏ thuốc và bật lửa vào túi đeo chéo, bao giờ mới làm kiểm tra trước phẫu thuật. Chắc buổi chiều. Lâm Xuân Nhi gật đầu, bao giờ công bố chuyện anh bị ung thư tuyến giáp. Nhị Thiến đã sắp xếp người giúp tôi quay video rồi. Hôm nay muốn quay lúc nào cũng được. Những cái khác thì sao? xử lý truyền thông chẳng hạn thống nhất hết rồi lâm xuân nhi gật đầu đột nhiên không biết nên nói gì nữa kiều hạng văn cứ thế mà nhìn cô thấy vẻ mặt cô rầu rĩ đoán rằng có lẽ cô đang nhớ lại chuyện ngày xưa thế là mở miệng đuổi cô về nếu cô không chuẩn bị lên giường với tôi thì bây giờ về mau đi vậy cáo từ nhé lâm xuân nhi đứng dậy đi ra ngoài đã ra tới cửa rồi thì lại xoay người lại kiều hạng văn vẫn đứng trước cửa sổ cứ nhìn cô như thế vẻ mặt của lâm xuân nhi chẳng hề toát lên sự thương hại cô kiểm soát rất tốt nhưng kiều hạng văn biết lâm xuân nhi đau lòng cho anh ta không phải đau lòng theo kiểu tình yêu nam nữ mà là xuất phát từ sự tha thiết của cô dành cho cuộc sống lâm xuân nhi cúi đầu nhìn mũi chân của mình một lát sau mới ngẩng mặt lên tôi cũng không biết phải nói gì để an ủi anh tôi cũng không muốn an ủi anh đều là người trưởng thành cả rồi chuyện như thế này cũng không tính là chuyện gì lớn anh đừng thấy áp lực Ngày mai anh làm phẫu thuật xong tôi vẫn sẽ đến thăm anh. Kiều Hạng Văn nhìn cô chăm chú, có lẽ cô không biết rằng bất kể cô mạnh mẽ đến cỡ nào, làm việc quyết đoán tới cỡ nào, cố chấp tới cỡ nào, hiểu nhiều biết rộng tới cỡ nào, nhưng trong nét mặt của cô vẫn toát lên một chút ngây thơ. Cô là một người rất phức tạp, nhưng có phức tạp tới cỡ nào đi nữa thì trong lòng vẫn rất sạch sẽ. Anh ta khẽ nhếch môi cười. Cô sợ tôi chết cả. Ừ, tôi sẽ không chết đâu chẳng phải người ta nói tai họa sẽ để lại ngàn năm hay sao? Vậy ít nhất anh cũng có thể sống đến một ngàn tuổi. Một ngàn tuổi thì lâu quá, tôi sợ mai sau cũng chẳng còn ý nghĩ gì, bảy mươi tuổi được không? Vậy cũng được. Kiều Hạng Văn hiếm khi lại bật cười nhưng không mang theo ý chế giảo, vậy cô có thể trả thuốc cho tôi chưa? Không được. Lâm Xuân Nhi lấy tay đè chặt túi lại, anh đừng có mơ, tôi sẽ không dung túng cho anh làm trái với quy tắc của bệnh viện đâu anh nhịn đi cô trừng kiều hạng văn một cái sau đó xoay người bỏ đi cô đi rồi mang theo hương vị mặt trời đi mất kiều hạng văn chợt có chút ngẩn ngơ anh ta nhớ lại năm đó mình từng diễn một vai cử ngựa chạy trên sa mạc ngắm cảnh bình minh và cả hoàng hôn bướng bỉnh như vậy cho rằng mình có thể tỏa sáng như ánh mặt trời trên đường gặp rất nhiều rất nhiều người xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện nhưng anh ta vẫn không dừng lại anh ta chỉ muốn đến gần ánh sáng hơn một chút. Anh ta dùng cả đời để theo đuổi ánh sáng, lúc sắp chết, có một bà lão ngồi bên cạnh anh ta gào khóc, cậu dành cả đời để theo đuổi ánh sáng, nhưng lại quên mất bản thân cậu chính là ánh sáng. Nhân vật đó quá hoang đường. Nếu như anh ta chỉ có thể sống đến 70 tuổi, vậy anh ta đã đi qua hơn nửa đời người rồi. Nửa cuộc đời này của anh ta gặp được bao nhiêu người, chứng kiến bao nhiêu chuyện, những người xấu xí khó coi, những chuyện khiến người ta không tưởng tượng nổi rõ ràng cứ tưởng mình đã nhìn thấu hết rồi, nhưng mấy ngày nay anh ta lại không ngừng suy nghĩ về sống chết nhân quả. Là nhân như quả, hiện nghiệp duy thâm. Là một câu thành ngữ dựa trên điển tích nói về nhân duyên thổi đầu tốt đẹp nhưng kết cục về sau lại đầy đau thương, hơn nữa còn dây dưa không rõ, vậy rốt cuộc ai mới là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất? Anh ta lấy một điếu thuốc ra khỏi ngăn kéo, nhớ đến dáng vẻ Lâm Xuân Nhi bước dài tới trước chuông báo, nói muốn tố cáo anh ta, lại bỏ thuốc vào ngăn kéo trở lại sao Lâm Xuân Nhi lại hùng hồn ngang ngược như vậy chứ? Cô dựa vào cái gì mà yêu cầu tất cả mọi người đều phải có được phẩm chất tốt đẹp giống như cô? Cô dựa vào cái gì mà cho rằng cô có thể kiểm soát được tất cả những chuyện xấu đang diễn ra trước mắt mình? Kiều Hạng văn khịt mũi một tiếng, lại lấy ra, nhưng cuối cùng vẫn bỏ về. Y tá đến thông báo thời gian làm kiểm tra trước khi phẫu thuật của anh ta, nhìn thấy thuốc lá để cạnh cửa sổ, bèn nói, không được hút thuốc. Kiều Hạng văn ném điếu thuốc cho cô ấy, Lấy đi đi, cảm ơn. Vậy được. Cảm ơn anh đã phối hợp. Lát nữa bác sĩ sẽ nói cụ thể hơn về việc kiểm tra trước khi phẫu thuật, còn phải dặn dò anh một số chuyện cần lưu ý, anh có người nhà không? Kiều Hạng Văn lắc đầu, không có. Tôi chỉ có người đại diện. Vậy. Không sao, tôi đã ủy thác cho người đại diện rồi. Có văn bản pháp lý. Được. Tôi sẽ nói với bác sĩ về chuyện này. Cảm ơn. Cô y tá dễ thương không nhịn được mà nói thêm một câu, thực ra cũng không có gì đâu, bệnh viện chúng tôi ngày nào cũng làm mấy cuộc phẫu thuật cắt bỏ ung thư tuyến giáp. Không có gì nguy hiểm cả, anh đừng sợ. Kiều Hạng Văn nở nụ cười, "Ừ, tôi không sợ." Thiện ý đến từ người lạ khiến anh ta thu hồi móng vuốt. Anh ta cầm điện thoại di động lên gọi cho Vương Cẩn, "Đến đây đi, cô Vương. Đến giờ tôi ký giấy chấp nhận làm phẫu thuật rồi." mang theo văn bản pháp luật đến nữa nếu không xem như tôi chưa nói gì tôi biết rồi tôi đang trên đường tới cô ấy vẫn còn đang làm vật lý trị liệu trợ lý đẩy cô ấy đến phòng bệnh của kiều hạng văn hai người nhìn nhau một cái một người bị ung thư tuyến giáp một người thì tìm được đường sống sau tai nạn xe cộ cuối cùng lại cảm thấy có chút buồn cười đỡ hơn chưa kiều hạng văn hỏi vương cẩn đỡ nhiều rồi có thể đi xa vậy thì tốt kiều hạng văn đẩy vương cẩn đến bên giường nhét cho cô ấy hai quả anh đào mạng của tôi giao cho chị đó nếu phẫu thuật xảy ra vấn đề gì tôi chắc chắn không cho cấp cứu vậy cảm ơn chị nhé dù lúc đầu cãi nhau dữ dội tới cỡ nào nói ra bao nhiêu lời khó nghe cuối cùng vẫn là người mà đôi bên tin tưởng nhất điện thoại di động của vương cẩn reo lên cô ấy mở ra xem trên mạng đang nổ tung chuyện kiều hạng văn mắc bệnh ung thư trong nháy mắt xuất hiện ở khắp nơi kiều hạng văn lấy qua xem bật cười thành tiếng lâm xuân nhi cũng hành động mau lẹ thật phong cách nhanh gọn thế này mới làm được chuyện lớn ngay sau đó điện thoại của vương cẩn và kiều hạng văn đều rung lên dữ dội tiêu khả cầm điện thoại di động chạy vào nhìn kiều hạng văn cứ dựa theo bản thông báo mà nói à ừ kiều hạng văn lấy điện thoại di động qua bấm tắt nguồn lại ra dấu bảo vương cẩn tắt nguồn thấy người đại diện mới của tôi thế nào tiêu khả nghe thấy câu này sau mấy giây bình tĩnh thì cầm điện thoại di động lên nói hello cô lý phải, bây giờ tôi đang ở bệnh viện. Chỉ là một cuộc giải phẫu nhỏ thôi. Vô đã biết từ trước rồi, cũng nhận ra người hiện đại phải chịu hai luồng áp lực lớn đến từ công việc và cuộc sống nên khiến cơ thể suy kiệt. Vì vậy anh ấy bắt đầu là một số hoạt động từ thiện chống ung thư. Cảm ơn đã quan tâm. Bệnh này cần phải tịnh dưỡng một khoảng thời gian. Chờ anh ấy khỏe lại sẽ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp văn hóa nghệ thuật. Sự nghiệp văn hóa nghệ thuật. Cống hiến. Kiều Hạng Văn nhướng mày nhìn Tiêu Khả đợi cô ấy cút máy anh ta mới nói, trong bản thông báo làm gì có câu này. Người của Tân Nha sửa lại đó. Người của Tân Nha còn sửa gì nữa? Còn mấy câu nữa, nhưng vừa rồi phóng viên kia không hỏi. Gửi qua tôi xem. Tiêu Khả tìm ra, sau đó gửi cho Kiều Hạng Văn xem. Kiều Hạng Văn nhìn thấy trên bản thông báo viết, tôi rất lấy làm may mắn vì mình đã biết chuyện sớm, mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục các hoạt động ủng hộ tuyên truyền chống ung thư, tôi cũng sẽ trích ra những khoản tiền tương ứng từ ngân sách của mình để ủng hộ những bệnh nhân đang chiến đấu với bệnh ung thư. Cũng mong rằng mọi người hãy biết quý trọng mạng sống của mình, giữ gìn sức khỏe, tiếp tục cống hiến cho xã hội nói bằng giọng tự nhiên. Kiều Hạng Văn bật cười thật to, ném điện thoại di động cho Vương Cẩn, "Nè, chị xem đi, văn bản do thanh niên tốt sinh ra ở thời đại tiên tiến, lớn lên trong xã hội chủ nghĩa tiên tiến viết đấy." Vương Cẩn đọc xong cũng cười vừa nghiêm túc vừa chuyên nghiệp tư tưởng rất đúng đắn điều đáng quý nhất là có lẽ cô ấy cũng thật sự suy nghĩ như vậy có lẽ người của toàn bộ công ty tân nha cũng nghĩ như vậy cần sửa lại không tiêu khả hỏi không cần kiều hạng văn nói nếu như có người nghi ngờ đây không phải phong cách của tôi thì cứ nói khoảng thời gian trước tôi đã đi học lịch sử đảng một chuyện vô cùng nặng nề đột nhiên lại mang chút màu sắc hài hước Vương Cẩn nhìn khóe môi nhếch lên của Kiều Hạng Văn, đột nhiên nhận ra Kiều Hạng Văn thích Lâm Xuân Nhi ở điểm nào. Anh ta thích cô, đầu tiên là vì cô là một người rạng rỡ, cao thượng. Sau đó mới đến nguyên nhân khác. Có lẽ Kiều Hạng Văn vĩnh viễn cũng không có được Lâm Xuân Nhi, nhưng anh ta bằng lòng làm người theo đuổi ánh sáng đó, đuổi theo phía sau cô, nhìn cô tỏa sáng, nhưng sẽ không quên rằng bản thân mình cũng có ánh sáng. Chương 116. Lâm Xuân Nhi không hề nuốt lời. Ngày hôm sau cô đến công ty giải quyết công việc, buổi trưa lại vội vàng chạy đi thăm Kiều Hạng Văn. Cuộc phẫu thuật của anh ta là cuộc phẫu thuật đầu tiên của buổi sáng, lúc Lâm Xuân Nhi đến nơi, ca phẫu thuật đã xong rồi, lúc này anh ta đang nằm trên giường, Vương Cẩn và Tiêu Khả đang chăm sóc anh ta. Vì cuộc phẫu thuật khiến não bị phù nên bác sĩ không cho phép anh ta nói chuyện. Uống nhiều nước, không nói chuyện, thở oxy. Nhìn anh ta trông hơi thảm hại, thấy Lâm Xuân Nhi đi vào thì nhíu mày, tôi đã hứa là tới thăm anh rồi. Lâm Xuân Nhi đứng bên cạnh Vương Cẩn, rướng cổ nhìn cổ của anh ta, chật chật, không biết vết mổ dài bao nhiêu, sau này có thể xăm một chiếc lá ở đó. Thấy Kiều Hạng Văn nhíu mày, cô đột nhiên nói, chiếc lá nhìn quê mùa nhỉ. Vậy có thể xăm đại nạn không chết ác có hậu phúc. Thấy đôi mắt của Kiều Hạng Văn Long lên sòng sọc, cô nói thêm, hoặc là xăm học hành chăm chỉ ngày ngày tiến lên. Kiều Hạng Văn suy cho cùng là một diễn viên trời sinh, anh ta không nói chuyện, nhưng cảm xúc đều viết hết ở trong mắt. Lâm Xuân Nhi đọc hiểu được, Kiều Hạng Văn đang bảo cô cút đi. Vương Cẩn và Tiêu Khả đều bật cười, ánh mắt Kiều Hạng Văn u ám, hiển nhiên đang tức tối lắm. Lâm Xuân Nhi vờ như không nhìn thấy, lại quay đầu nói với Vương Cẩn và Tiêu Khả, cơ hội hiếm có, phải nhân dịp này xả hết mấy cơn tức mà thường ngày anh ta gây ra cho mình. Nếu còn chưa hả giận thì đánh cho anh ta mấy cái, còn không ăn thua nữa hả? vậy thì nháo mặt ảnh đế cũng được đó. Cô vừa đến, phòng bệnh lại có chút rộn ràng. Lâm Xuân Nhi lấy quả táo trên đầu giường của Kiều Hạng Văn, vừa gặm vừa nói, nhờ phúc của anh, tôi lại hoàn thành KPI rồi. Số liệu còn lại xem như tôi tặng cho anh. Anh đó, lo mà dưỡng bệnh cho khỏe đi, chờ anh khỏi bệnh rồi cho chúng tôi thêm ít tiền. Thấy Kiều Hạng Văn muốn mở miệng, cô vội vàng xua tay, nói, anh đừng nói chuyện chứ, bác sĩ không cho anh nói chuyện anh dám nói chuyện là tôi dám gọi bác sĩ đấy có phải anh đang cắm ống tiểu đúng không hâm mộ anh thật chứ ăn ngủ gì cũng trên giường hết đó là lý tưởng của tôi đấy nhé lâm xuân nhi nói chuyện làm người ta tức sôi máu nói xong thì nháy mắt với vương cẩn bác sĩ đâu có nói không thể tức giận nhỉ vương cẩn lắc đầu bác sĩ không nói chắc cũng không ngờ sẽ có người cố tình chạy tới chọc tức bệnh nhân sau khi phẫu thuật đâu lâm xuân nhi cười hì hì mấy tiếng lúc này mới nghiêm túc nói với Kiều Hạng Văn, có đau không? Đau thì anh chớp mắt đi. Kiều Hạng Văn không buồn để ý tới cô. Chật chật, đã thành ra thế này rồi mà vẫn khó ở như vậy. Lâm Xuân Nhi treo anh ta một lát, thấy nét mặt của anh ta thả lỏng, biết tâm trạng của anh ta đã khá hơn một chút rồi, bè nói về chuyện chăm sóc sắc đẹp với Vương Cẩn và Tiêu Khả. Vương Cẩn thấy làn da Lâm Xuân Nhi đẹp, hỏi cô hay chăm sóc da ở đâu? Lâm Xuân Nhi bóp mặt mình, nói, một tuần tôi đắp mặt nạ mấy lần chỉ có vậy thôi chắc là trời sinh đã đẹp sẵn rồi á à? cuối cùng kiều hạng văn cũng không nhịn được nặng ra một tiếng cười mỉa từ trong cổ họng vương cẩn cũng bật cười tôi cảm thấy có liên quan đến thói quen thường xuyên vận động của cô đó chắc cũng đúng ba người phụ nữ nói chuyện một lát y tá vào đuổi người đã hết thời gian thăm bệnh rồi mọi người về đi ạ à? mọi người đứng dậy chào tạm biệt kiều hạng văn kiều hạng văn chỉ hít mắt lại không nói gì đến lượt lâm xuân nhi anh ta mấp máy môi nhẹ nhàng phun ra một chữ cúc lâm xuân nhi biểu môi khiệt mũi một cái rồi đi về hôm nay cô còn rất nhiều chuyện cần phải làm hiệu suất của thịnh thông cực cao qua mấy hôm nữa tiền sẽ vào tài khoản tân nha cần tỉ mỉ hóa kế hoạch chiến lược đồng thời tiến hành thăng cấp cơ cấu tổ chức bởi vì cơ cấu ban đầu không đủ để chống đỡ số lượng nghiệp vụ mới lâm xuân nhi mời ba vị thần tiên còn lại về ngày mai các thành viên nòng cốt của công ty sẽ tiến hành học kín để nghiên cứu thảo luận. Đồng thời chuyến đi Hy Lạp trước đó đã hứa với mọi người cũng sẽ chính thức được đưa vào lịch trình. Lâm Xuân Nhi đang gọi điện cho Tống Thu Hàng nói mấy chuyện này, còn giải thích với anh, chuyến đi Hy Lạp sẽ dùng tiền của chính bọn em. Anh tuyệt đối đừng nghĩ rằng tụi em vừa nhận được tiền đầu tư là lập tức ăn xài phung phí nhé. Tất cả đều sẽ được ghi lại rõ ràng trong bản báo cáo tài chính. Tống Thu Hàng đang ở sân bay chờ máy bay, nghe cô nói như vậy, anh đứng dậy rời khỏi chỗ đồng nghiệp sau đó nghiêm túc gọi tên cô lâm xuân nhi sao vậy anh biết các em dùng tiền của mình để đi hy lạp ừ vậy các em có cho dẫn theo người nhà không người nhà tự trả tiền vậy anh tự trả tiền tống thu hàng tự xếp mình vào cột người nhà của lâm xuân nhi anh muốn cùng lâm xuân nhi đến hy lạp tắm nắng anh mới vừa đầu tư cho tân nha đi chung với họ cũng có thể giải thích được Tống Thu Hàng cảm thấy mình hơi giống keo 502, lại mặc dày đến mức đi ké chuyến tìm building của công ty Lâm Xuân Nhi. Lâm Xuân Nhi bật cười, được rồi, em mời anh nhé. Được thôi. Vậy anh trả bằng thân thể nhé. Cách điện thoại di động, gương mặt của Lâm Xuân Nhi hơi đỏ lên, cô gắt giọng, Tống Thu Hàng. Tống Thu Hàng ở đầu dây bên kia đã có thông báo lên máy bay, anh phải đi Hồng Kông, thế là anh nói với Lâm Xuân Nhi, anh phải lên máy bay rồi, ngày kia sẽ về sao bảo tuần sau mấy hôm nay anh xử lý công việc với cường độ cao vừa hay có thể bắt kịp chuyến bay quay về nghỉ ngơi mấy ngày cuối tuần tống thu hàng ngừng lại một chút nhớ em quá em cũng thế cũng không biết những cặp tình nhân khác hẹn hò có giống như vậy không tống thu hàng thì bay khắp nơi lâm xuân nhi cũng bận tối mặt tối mày thời gian hai người ở bên nhau vốn đã ít lại càng ít hơn cho dù cuối tuần khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau nhưng vẫn phải chừa chút thời gian để làm việc. Lâm Xuân Nhi không hài lòng về chuyện này cho lắm, cô gửi tin nhắn cho Tống Thu Hàng, cuối tuần tụi mình khóa máy đi. Hửm! Thì là không làm việc á, được không? Trả công việc lại cho công việc, trả cuộc sống lại cho cuộc sống. Lâm Xuân Nhi cảm thấy hơi mệt, cô muốn ở bên cạnh Tống Thu Hàng nằm dài nghỉ ngơi qua hết mấy ngày cuối tuần. Tống Thu Hàng nhận ra được sự mất mát của Lâm Xuân Nhi, có chút đau lòng cho cô, được, cuối tuần không làm việc, vậy chúng ta có cần lên kế hoạch xem cuối tuần sau nên làm gì không em muốn đến chỗ anh xem hoa xem cỏ xem phim đi ngủ được dẫn em lên núi ăn cá được không tiện đường hóng gió đêm trong núi tránh nóng quán bar của loan niệm cũng được ở trên núi hoa có cây cối rậm rạp tươi tốt cũng rất trong lành tụi mình đi ăn cá sau đó đến quán bar của cậu ta nghe nhạc tâm sự uống rượu được lâm xuân nhi gửi tới một cái meme em hóng lắm á nha tống thu hàng bật cười thành tiếng ngày kia anh sẽ đón chuyến bay buổi sáng về như vậy mới giống hẹn hò chứ tâm trạng của lâm xuân nhi lại tốt lên tốc độ gõ bàn phím máy tính nhanh như bay lúc viên như gọi điện thoại tới vừa hay lâm xuân nhi cũng đang đứng dậy duỗi cổ cô bắt máy hello tôi đang ở dưới lầu công ty cậu lên đó thăm cậu một lát nhé tới đi tôi xuống lầu đón cậu viên như xách theo một hộp bánh kem trên hộp phủ một lớp hơi nước mong mỏng lâm xuân nhi nhận lấy rồi hỏi cô ấy đây là cái gì tự nhiên muốn ăn bánh kem lạnh đi ngang qua ha ren đát nên mua một cái chúng ta cùng ăn nhé cậu không kiểm soát cân nặng nữa lâm xuân nhi ngạc nhiên mở to mắt hôm nay được nghỉ hôm nay là sinh nhật của viên như buổi sáng thức dậy cô ấy đột nhiên không biết hôm nay phải làm cái gì cả buổi sáng cứ ngây người ra đó đến buổi chiều đột nhiên muốn đi gặp lâm xuân nhi một chút vậy tôi không khách sáo nữa nhé vừa rồi còn đang nghĩ hôm nay trời nóng quá nếu được ăn một miếng kem thì tốt biết mấy hi hi lâm xuân nhi mở bánh kem ra cầm dụng cụ lên lúc định cắt bánh thì đột nhiên ngừng lại hôm nay là sinh nhật cậu à viên như ngớ ra một chút tôi nhớ mang máng có một mùa hè nọ cậu đem theo rất nhiều đồ ăn ngon chia cho mọi người nói hôm nay là sinh nhật của cậu là hôm nay đúng không? Trí nhớ của cậu tốt thật. Vi như cầm lấy đồ cắt, đang định cắt bánh kem thì bị Lâm Xuân Nhi cản lại, Phàn Club nói với người hâm mộ của cậu không tổ chức sinh nhật cho cậu à. Sinh nhật được công khai là giả. Vậy các cái bánh kem này thì tiếc quá. Lâm Xuân Nhi đứng dậy đóng gói bánh kem lại kỹ càng sau đó bỏ vào tủ lạnh chung của công ty, rồi gọi điện thoại cho tiêu muội cậu đang làm gì đó. Tối nay tổ chức party đồ ngủ không? cái kiểu mà có thể nhìn thấy thân hình của siêu sao nữ đang hóc á. Hửm. Tớ mới đi họp xong đây. Hôm nay trời nóng quá. Tiêu mũi quán giận thời tiết nóng nực, đi đâu mở party đồ ngủ chứ. Đến chỗ tớ nè. Hôm nay là sinh nhật của Viên Như. Ok luôn. Đợi tớ về tắm rồi đi, nhưng nếu Trần Khoa Niên đòi đi theo thì phải làm sao? Bảo cậu ta cút đi. Lâm Xuân Nhi cười nói. Được, cút đi. Tiêu mũi cút điện thoại, nhanh chóng quay về tìm đồ ngủ. Ba người đều có chút chờ mong đến buổi tối. Thời còn trẻ bọn họ không chơi với nhau, vì như có nhóm chị em của mình, Tiêu Muội và Lâm Xuân Nhi thì dính lấy nhau, nói chung chính là quan hệ kỳ lạ giữa các cô gái trẻ. Hôm nay cãi nhau với người này, ngày mai không chơi với người kia, đã thế còn rất nghiêm túc. Lâm Xuân Nhi cúp điện thoại rồi nói, ba người thế này cũng được coi là thành nhóm rồi bây giờ tôi sẽ giải quyết hết công việc, sau đó chúng ta đến nhà tôi, tôi trổ tài cho cậu xem. Có lẽ không bằng được tiệc sinh nhật trên du thuyền, nhưng được cái yên tĩnh. Viên như im lặng nhìn cô một lát, sau đó gật đầu, được, cảm ơn. Lâm Xuân Nhi nhăn mũi với cô ấy, vậy cậu đợi tôi nhé, ngồi mệt thì cứ nằm trên sofa, chỗ này của tôi không cần phải để ý gì nhiều. Cô nhanh chóng vùi đầu vào công việc, cuối cùng đến 7 giờ, cô đã làm xong phần việc mang tính giai đoạn sau đó dẫn viên như đến nhà của mình viên như bịt kín mít không ai nhận ra cô ấy như vậy cũng bớt được rất nhiều rắc rối lần đầu tiên viên như đến nhà lâm xuân nhi thấy nhà cô sạch sẽ lại cực kỳ ấm áp lâm xuân nhi cúi xuống tìm dép cho cô ấy ấy nấy nói chỗ này của tôi hơi nhỏ có phải cậu không quen không không phải tôi cảm thấy nhà cậu rất ấm cúng nhà tôi rất lạnh lão cũng không có hơi người Tiêu muội nghe tiếng thì chạy ra khỏi phòng ngủ dành cho khách, nhận lấy bánh kem, để tới cuối cùng rồi cắt, tớ lấy được mấy chai rượu vang từ chỗ Trần Khoa Nghiên. Dứt lời, cô ấy lấy rượu vang ra cho họ, dáng vẻ như đang dân hiến của quý, tối nay uống chai này. Ba người đồng thời bật cười. Lâm Xuân Nhi nhìn thời gian, sắp 8 giờ rồi, hai cậu ngồi đi. Tôi đi nấu cơm. Cô chạy vào phòng ngủ thay áo thun của Tống Thu Hàng, rồi lại mặc thêm một chiếc quần dinh ngắn, chạy vào phòng bếp nhanh lẹ gọn gàng viên như thấy hơi ngượng ngùng muốn đi vào giúp đỡ nhưng lại bị tiêu mụi kéo lại đừng khách sáo mà qua đây tôi dẫn cậu đi tham quan nhà của lâm xuân nhi trong tủ lạnh của lâm xuân nhi có tôm hùm đóng hộp mà trước đó cô đã mua còn có thịt dê mà lúc trước cáp ngô lạc gửi cho cô cô lấy nguyên liệu nấu ăn ra trước tiên là hầm thịt sau đó đi chuẩn bị những thứ khác hai cái bếp đồng thời mở lên không đến một tiếng đồng hồ đã dọn ra ba món mặn ba món chay ba người ngồi quay quần nhìn nhau sau đó đồng thời bật cười nào nào chúc viên idol của chúng ta sinh nhật vui vẻ rượu của trần khoa niên rất ngon lâm xuân nhi bật ngón cái khen tiêu muội để hôm nào cậu ta đi vắng tớ sẽ đến tìm cậu chúng ta dọn sạch cả hầm rượu của cậu ta luôn tớ thấy được đó tiêu muội cười tiếc mắt dường như nhớ ra điều gì đó cô ấy nói hình như đây là lần đầu tiên ba người chúng ta ngồi ăn cơm riêng với nhau thì phải không phải viên như và lâm xuân nhi đồng thanh lên tiếng sau đó hai người nhìn nhau rồi bật cười ha hả. Lâm Xuân Nhi làm tư thế mời, mời, cậu nói đi. Chắc là lớp 11 gì đó. Bọn tôi ra ngoại thành, ba người bọn tôi được xếp vào một nhóm, từng ăn cơm giả ngoại với nhau. Nhưng hôm đó tôi chọc Lâm Xuân Nhi tức đến phá khóc. Viên Như cười cười với Lâm Xuân Nhi tỏ ý xin lỗi, xin lỗi nha, hồi đó tôi tùy hứng quá. Không sao không sao, hồi đó lúc nào tôi cũng bị chọc tức tới bật khóc, không riêng gì lần đó của cậu lâm xuân nhi cười nói đừng để trong lòng tôi biết đều là vì tống thu hàng tống thu hàng là thủ phạm gây ra mọi chuyện biết bao cô gái thích tống thu hàng biết bao cô gái vì tống thu hàng mà trở thành kẻ thù đúng là hồng nhan họa thủy mà tiêu muội cảm thán cảm giác hẹn hò với tống thu hàng có thích không viên như hỏi lâm xuân nhi tôi vẫn luôn rất tò mò không biết tống thu hàng khi yêu sẽ có dáng vẻ như thế nào có phải sẽ mạnh mẽ giống như lúc anh ấy gửi thư luật sư cho tôi không? Gửi thư luật sư cho cậu á, lầm xuân nhiên nghiêng đầu nhìn cô ấy. Ừ, là cái lần bọn tôi vô tình gặp nhau ở phòng chờ sân bay rồi bị chụp hình lại ấy. Cậu ấy gửi thư luật sư cho tôi với tốc độ cực nhanh. Tất nhiên không phải kiện tôi, là kiện công ty truyền thông đó, nhưng tôi cũng khó thoát khỏi liên can. Lúc đó tôi đi quay phim liên tục, quay phim xong nhìn thấy thư luật sư thì ngơ ra luôn sao lại có một người lạnh lùng vô tình đến cỡ đó chứ? Viên như nói xong thì đột nhiên bật cười, cậu ấy yêu đương có như thế không? Hay thật, không ngờ Tống Thu Hàng lại không nể mặt người quen, vừa xuất hiện scandal là lập tức gửi thư luật sư cho người ta. Không đâu. Lâm Xuân Nhi uống ngụm rượu, vẫn rất tốt. Cô chỉ dám nói rất tốt, sợ Viên như khó chịu trong lòng. Viên như lại lắc đầu, chuyện này có gì đâu. Cứ thoải mái nói đi. Thì chỗ nào cũng tốt cả lâm xuân nhi đỏ mặt nói tống thu hàng rất dịu dàng cũng rất bao dung cũng rất hiểu chuyện thỉnh thoảng còn rất đáng yêu trời à có phải tôi đang khoe khoang không nhỉ tớ dám nói rằng ừ đấy cậu đang khoe khoang đấy tiêu muội cười bóp mặt cô trong đầu toàn là tống thu hàng thôi tống thu hàng bỏ bùa cậu rồi đúng không viên như thấy cô như vậy thì cũng không đố kỵ trái lại còn rất hâm mộ cô ấy cũng bắt chước tiêu muội muốn bóp mặt cô động tác của cô ấy hơi dè dặt hiển nhiên vẫn còn rụt rè lâm xuân nhi lại trực tiếp bóp mặt cô ấy được bóp mặt của nữ siêu sao đẹp nhất hôm nay khỏi rửa tay luôn sau đó gật gù đắc ý trông vô cùng tự mãn viên như đột nhiên nhớ lại những năm đó thật ra cô ấy chưa bao giờ thực sự chán ghét lâm xuân nhi cô ấy chỉ ghen tị thôi ghen tị vì tống thu hàng suốt ngày cứ bám dính lấy lâm xuân nhi người khác đều nói họ là bạn thân chỉ có viên như biết là không phải. Cô ấy từng nhìn thấy Tống Thu Hàng ngồi nhìn bóng lưng Lâm Xuân Nhi rồi đờ ra trong giờ học. Cô ấy biết lúc Tống Thu Hàng chơi bóng, giọng nói của Lâm Xuân Nhi mà vang lên qua loa là anh lại ném rổ không chuẩn. Cô ấy từng nhìn thấy Tống Thu Hàng dành chỗ cho Lâm Xuân Nhi trên chuyến tàu điện đường 54. Không chỉ có một lần, những lúc không có chỗ ngồi, cô ấy còn nhìn thấy Tống Thu Hàng đứng sau lưng cô, âm thầm bảo vệ cô. Khi con gái yêu một người, đồng thời cũng hận cái người khiến cô ấy yêu thương mà không chiếm được cuộc sống ở những năm đó dường như cũng chẳng có chuyện gì to tác đến mức long trời lở đất, đều là những chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến. Mà nay nhớ lại chẳng qua chỉ là anh nhìn cô lâu hơn một chút, giáo viên khen ngợi cô chứ không phải là cô ấy, bạn của cô nhiều hơn cô ấy, cô thích trời nắng còn cô ấy thì thích trời mưa. Những chuyện nhỏ nhặt này chia cắt tình bạn của các cô gái trẻ thành nhiều mảnh vụn. Nhiều năm sau nhớ lại, mới cảm thấy bọn họ lúc đó sao mà dễ thương đến thế, lại ngây ngô biết nhường nào. Viên Như uống thêm một chút, ông Lâm Xuân Nhi và Tiêu Muội, thì thào nói, cảm ơn các cậu đón sinh nhật cùng tôi, những người bạn của tôi. Cuối cùng ngày hôm nay, bọn họ đã thực sự làm hoa rồi. Đóa hoa nhỏ của tình bạn kia trải qua lễ rửa tội của năm tháng, cuối cùng cũng hé nụ vào ngày hôm nay. Mà tháng năm mới là người trồng hoa thực sự. Chương 117 Ba người phụ nữ uống đến 12 giờ, đêm đã khuya, Lâm Xuân Nhi không cho bọn họ về, Thế là ba người chen chúc nhau trên giường của Lâm Xuân Nhi, tắt đèn tâm sự. Phụ nữ say rượu thì nói chuyện cực nhiều, cậu một câu, tôi một câu, toàn là mấy chuyện vặt vảnh nhàm chán. Âm thanh kia trong bóng tối giống như lên men, khiến màn đêm cũng ngà ngà say. Tiêu muội nhẹ giọng hỏi viên như, nam diễn viên nào quay cảnh hôn giỏi nhất? Ý cậu là kỹ thuật hôn à, trong bóng tối, Lâm Xuân Nhi vỗ lên ót của cô ấy một cái. Tớ tò mò mà. Viên như suy nghĩ một chút rồi nói, nếu nói kỹ thuật hôn tốt nhất, vậy chắc hẳn là kiều hạng văn rồi. Đầu lưỡi kiều hạng văn luôn có mùi bạc hà nhẹ nhẹ. Nghe nói có nữ diễn viên quay cảnh hôn với kiều hạng văn xong còn có phản ứng sinh hát lý. Ồ, thế sau đó thì sao? Sau đó ai về nhà nấy thôi? Ha ha, cũng có mấy người phim giả tình thật, nhưng kiều hạng văn thì không. Còn có một nam diễn viên các cậu cực kỳ yêu thích, tay chân không đàng hoàng, sau khi diễn xong thì hay hẹn nữ diễn viên đi chơi riêng người trong giới ai cũng biết rất ít người để ý tới anh ta trời ai vậy viên như nhẹ giọng nói ra một cái tên sau đó dặn dò bọn họ nhớ giữ bí mật nha tiêu muội bất ngờ đến nỗi miệng cũng không khép lại được anh ấy á anh ấy thật á mẹ ơi tôi cứ nghĩ trần khoan niên là cậu ấm ăn chơi viên như nói với tiêu muội hồi cấp 3 thấy cậu ta thấy bạn gái còn chăm hơn giáo viên cho bài tập cho nên trong lúc hai người quen nhau có khi nào cậu không có cảm giác an toàn hay không lúc đầu thì có còn bây giờ à ngược lại là anh ấy không có cảm giác an toàn bởi vì anh ấy phát hiện tôi yêu bạn bè với văn vật hơn cậu nói lại xem cậu yêu tớ với văn vật hơn à lâm xuân nhi nói xong thì cười thật to cảm giác này tốt quá đi mất tại sao thời đi học chúng ta không tâm sự đêm khuya như thế này nhỉ bởi vì thời đi học hai đứa mình đang đánh nhau trong bóng đêm Viên như nắm tay Lâm Xuân Nhi và Tiêu Muội, tôi thật sự rất vui, tôi thích ngày hôm nay hơn bất cứ ngày nào khác. Cảm ơn hai người. Đừng khách sáo bạn hiền, ngủ ngon. Lâm Xuân Nhi vỗ vỗ mu bàn tay của cô ấy, sau đó đột nhiên nhớ ra bọn họ phải chụp ảnh lưu niệm. Thế là cô ngồi bật dậy, mở đèn lên, kéo hai người phụ nữ chụp chung một tấm hình mặc đồ ngủ. Trong hình, họ đã không còn nét ngây thơ của tuổi 16 nữa, cho dù cười đến quyến rũ tới cỡ nào đi nữa trên mặt vẫn mang theo sự bình tĩnh. Nhìn kỹ lại, trong sự bình tĩnh đó vẫn còn cất dấu nét ngây thơ. Năm 20 tuổi, tôi cảm thấy tuổi trẻ thật tốt, lúc đó tôi rất sợ đến 30 tuổi. Tôi còn cảm thấy phụ nữ đến tuổi 30 rồi thì là bà già. Viên như nói một cách chân thành, nhưng khi tôi 30 tuổi, nhìn mình trong gương, tôi cảm thấy cũng không đến mức thảm thương như lúc đầu mình đã tưởng tượng, dường như 30 tuổi cũng tốt mà. Chỉ là thế hệ idol mới không ngừng xuất hiện dù nhìn thế nào cũng cảm thấy xinh xắn đáng yêu tôi cũng không còn xinh xắn đáng yêu nữa viên như kể lại sự sợ hãi của mình đối với tuổi tác có một khoảng thời gian cô ấy còn thường xuyên gặp ác mộng mờ thấy tóc mình trở nên bạc trắng chỉ sau một đêm trên mặt toàn là nếp nhăn từ đó về sau toàn nhận vai bà già cô ấy từng rất sợ tôi thích tôi của bây giờ bởi vì tôi của lúc trước quá tệ hại lâm xuân nhi có chút mệt mỏi cô từ tốn nói Tôi cũng ngày xưa từng có một khoảng thời gian rất tồi tệ, tôi từng làm tổn thương người khác, cũng từng bị người khác làm tổn thương. Cô ngủ thiếp đi, tiêu muội cũng đã ngủ thiếp đi từ lâu rồi, chỉ có mỗi viên như còn tỉnh táo. Cô ấy nhìn qua bên trái, Lâm Xuân Nhi dù đang ngủ thì mặt mày vẫn sinh động, nhìn qua bên phải, tiêu muội dù đang ngủ thì khí chất vẫn xuất trần. Họ đều sống thành những con người thật tốt, viên như vô cùng hâm mộ. Cô ấy ngủ ở giữa bọn họ, thậm chí còn cảm thấy mình đã nhiễm được một chút vận may của họ bóng đêm vô tận tràn ngập trong căn phòng ngủ này gột rửa hết tất cả những vết thương vết bẩn ô uế đã tích tụ trong cơ thể qua từng năm tháng lúc mở mắt ra sẽ biến thành một con người hoàn toàn mới nhỉ lâm xuân nhi dậy từ rất sớm cô còn phải tham gia cuộc họp chiến lược tiêu muội và viên như vẫn còn đang ngủ thế là cô mặc quần áo đàng hoàng sau đó chạy xuống lầu mua bánh bao bánh quẩy và tàu hũ ở trước cổng khu nhà cô ăn mấy miếng còn thừa lại thì mang lên nhà, viết tờ giấy ghi chú dán lên bàn, rồi lại gửi tin nhắn uy chát cho tiêu muội dặn dò họ nhớ phải ăn sáng. Lúc này mới đạp xe xuất phát. Đi ngang qua giao lộ thì bắt gặp thời Thanh Lâm đang đi dạo. Anh ta lững thững đi tới từ phía đối diện, từ xa nhìn thấy Lâm Xuân Nhi thì lùi sang một bên đợi cô. Lâm Xuân Nhi dừng xe trước mặt anh ta, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Lâm Xuân Nhi đột nhiên nhớ ra ông nội của thời Thanh Lâm sống ở gần đây, lúc đó cô từng đến nhà ông nội với anh ta một lần nhưng cô không lên đó thời thanh lâm kéo cô muốn cô lên với anh ta nhưng cô quả quyết từ chối chỉ tìm một quán cà phê ở gần đó đợi anh ta đợi suốt cả một bữa cơm hôm đó bọn họ cãi nhau một trận to thời thanh lâm nói cô hoàn toàn không muốn có tương lai với anh ta nếu không sẽ không từ chối đi thăm ông nội với anh ta còn nói cô chỉ xem anh ta như trò tiêu khiển trong lúc nhàm chán lâm xuân nhi không thể nói rõ với anh ta vừa nói to tiếng một chút là nước mắt đã rơi lã chả. Sau đó thời thanh lâm rất ghét cô khóc. Anh ta nói, em biết không Lâm Xuân Nhi, lúc nào em cũng khóc, anh không biết lúc nào em khóc vì thật sự đau lòng, lúc nào là vì tức giận. Ở bên anh khiến em đau khổ đến thế, nếu đã như vậy thì ở bên nhau làm gì nữa? Không có ai mới sinh ra là đã có dáng vẻ như hiện tại, phải đi một quãng đường rất xa rất xa, trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện, nhìn ngắm thật nhiều thật nhiều phong cảnh, nghe rất nhiều rất nhiều câu chuyện phải trải qua vô vàng những đau đớn mới biến thành dáng vẻ như ngày hôm nay bây giờ lâm xuân nhi vẫn là một người thích khóc lần đầu tiên tiêu muội nghe thấy bài hát đó liền chạy tới bên cạnh cô giơ điện thoại di động cho cô nghe mau nghe đi đàn hát về cậu đó đôi mắt biết khóc đàn hát về cậu đó lâm xuân nhi nhìn thời gian nói với thời thanh lâm tôi phải đến công ty học rồi có hơi vội không thể ôn lại chuyện cũ với anh thời thanh lâm gật đầu tôi biết mà đi mau đi nhưng cô có thể chấp nhận lời mời kết bạn của tôi được không tôi muốn nói với cô mấy câu nói cái gì nói đại mấy câu gì đó bây giờ nói luôn đi lâm xuân nhi nhìn anh ta chúng ta có năm phút để nói chuyện thời thanh lâm nhìn lâm xuân nhi một lát sau đó từ tốn nói cô không hận tôi chứ chưa bao giờ hận anh vậy tại sao cô không nói chuyện với tôi thực sự là vì tôi có bạn trai rồi giữ liên lạc với anh thì không được tôn trọng bạn trai hiện tại lâm xuân nhi thấy thời thanh lâm mấp máy môi lại vội vàng mở miệng tôi biết anh chắc chắn lại muốn nói bởi vì bạn trai tôi là tống thu hàng nên mới như vậy đúng không không phải nếu bây giờ tôi đang hẹn hò với anh tống thu hàng đến tìm tôi tôi cũng sẽ tránh mặt tất nhiên cho dù tôi nói cái gì thì anh cũng sẽ không tin anh có cách nghĩ của riêng mình tôi không thể thay đổi được nếu không năm xưa chúng ta cũng sẽ không cãi nhau đến mức đó. Chuyện của quá khứ đều đã qua rồi, nghe nói sau này anh đã trải qua mấy cuộc tình đẹp, như vậy tốt biết bao chứ. Mấy cuộc tình đẹp. Thời Thanh Lâm lặp lại câu này ở trong lòng, Lâm Xuân Nhi bây giờ rộng rãi hiền lành, những lời cô vừa nói còn nhiều hơn hồi họ ở bên nhau. Đúng vậy, Lâm Xuân Nhi cũng từng có khoảng thời gian khắc khe mà ít nói. Mau đi làm đi. Thời Thanh Lâm nhìn đồng hồ, hết 5 phút rồi đấy được tạm biệt lâm xuân nhi đạp xe đi thời thanh lâm nhìn theo bóng lưng cô hồi lâu những gì anh ta muốn nói đều chẳng thể nói ra được dù chỉ là một câu thật ra anh ta rất muốn xin lỗi cô anh ta không nên nói lời chia tay vào lúc đó nhưng lâm xuân nhi của bây giờ cũng không còn quan tâm tới những chuyện này nữa lâm xuân nhi chỉ muốn không đi trễ đến công ty mở cuộc họp chiến lược bàn bạc cho xong với ba vị thần tiên và các nhân viên nồng cốt của công ty cô cố tình muốn được tan làm đúng giờ vào ngày mai sau đó cùng trải qua cuối tuần với tống thu hàng cô thực sự đã quá nhớ anh rồi đến công ty chú trương đã đến tôn khả và vương giao thì vẫn đang kẹt xe trên đường lâm xuân nhi chỉ vào chú trương rồi nói có phải lớn tuổi nên mất ngủ không chú trương đang uống trà bèn xua tay với cô nào tới đây hồng trà xê lôn chín tông đấy mùa hè mà uống hồng trà cái gì cho chú nếm thử chương bình thủy tiên của cháu nhé cũng được. Mà bạn trai cháu đi đâu rồi? Hôm nay có thể tham gia cuộc họp của chúng ta không? Giờ anh ấy đang ở Hồng Kông, không tham gia được. Nhưng cô Trần Hiểu Âu Phó Tổng Giám Đốc của Thịnh Thông sẽ tham gia đường dài với chúng ta. Tống Thu Hàng sắp xếp cho Trần Hiểu Âu giúp anh tham dự cuộc họp. Anh nói năng lực chuyên môn của Trần Hiểu Âu cực kỳ cao, bảo Lâm Xuân Nhi và mọi người cứ yên tâm. Trần Hiểu Âu Chú Trương đọc cái tên này, sau đó nhìn Lâm Xuân Nhi với ý tứ sâu xa. Ông nhớ rõ Trần Hiểu Âu, ở buổi tiệc tối hôm Tống Thu Hàng nhận chức, Trần Hiểu Âu đi theo bên cạnh Tống Thu Hàng. Chú Trương nhìn người chuẩn biết bao nhiêu, lúc Tống Thu Hàng nói chuyện, Trần Hiểu Âu cứ nhìn chầm chầm anh mãi, trong mắt kia toát lên tình yêu. Cũng không biết cô bé ngốc Lâm Xuân Nhi này đã phát hiện ra chưa? Chú nhìn cháu làm gì? Lâm Xuân Nhi uống một ngụm trà, cháu cũng đâu có ngốc vậy cháu nói xem chú nhìn cháu làm gì chắc chắn chú muốn nói chuyện trần hiểu âu thích tống thu hàng chứ gì lâm xuân nhi cười nói cháu nhìn ra được mà tống thu hàng là bạn trai của cháu người đàn bà nào nhìn bạn trai của cháu một cái đừng nói là nhìn lom lom cho dù nhìn trộm thôi cháu cũng biết nữa là lâm xuân nhi vô cùng kiêu ngạo hất cầm lên cháu thông minh vậy đó vậy cháu nghĩ thế nào thời gian hai người bọn họ ở bên nhau nhiều hơn hai đứa đấy cháu không xen vào chuyện của tống thu hàng trần hiểu âu thì cháu càng không thể can thiệp chuyện này liên quan đến việc cháu và tống thu hàng có tin tưởng lẫn nhau hay không tống thu hàng để mặc cho cháu tiếp xúc với mấy thanh niên điển trai phóng khoáng trẻ trung khỏe mạnh ở trong công ty chúng ta vậy cháu dựa vào đâu mà quản việc bên cạnh anh ấy có một trần hiểu âu đạo lý mà lâm xuân nhi nói là như thế này xã hội phức tạp như vậy biết đâu ngày nào đó gặp được một ai đó chẳng lẽ bởi vì hai người yêu nhau nên đòi cắt đứt tất cả các mối liên hệ khác giới ở xung quanh đối phương hay sao với tư cách là một người trưởng thành làm như vậy quá mất mặt cháu rộng lượng quá có một số chuyện không phải cố tình làm nhưng thỉnh thoảng lại có một cơ hội kỳ là thúc đẩy một sự việc nào đó đến lúc đó cháu sẽ phải hối hận chú trương chỉ tùy việc mà xét thân là một người đàn ông ông càng hiểu rõ đàn ông hơn vậy cháu mua cho tống thu hàng một cái quần l óc bằng sắt rồi khóa lại nhé. Lâm Xuân Nhi nói xong thì tự bật cười phá lên, chú Trương cũng bị cô chọc cho cười ngã nghiêng, chỉ tay vào trán cô, tốt xấu gì cháu cũng là người có văn hóa, nói chuyện thô tục quá. Bắt trước chú đấy. Hai người lại trò chuyện thêm một lát nữa, Vương Giao, Tôn Khả và những đồng nghiệp khác lần lượt đến, thế là Lâm Xuân Nhi mời Trần Hiểu Âu online. Hình như Trần Hiểu Âu bị cảm, mũi có hơi ngàn ngẹn, Lâm Xuân Nhi quan tâm hỏi thăm cô ấy, có sao không? có cần nghỉ ngơi không? Đợi một lát tôi gọi điện thoại báo cáo kết quả cho cô nhé. Không sao đâu. Trần Hiểu Âu sụt sịt nói, hôm qua máy lạnh ở công ty mở thấp quá, bị cảm nhẹ. Chúng ta bắt đầu thôi. Được. Lâm Xuân Nhi mở máy vi tính lên, giới thiệu chủ đề cuộc họp hôm nay, mục tiêu của cuộc họp, vấn đề cần được giải quyết, vai trò mà các nhân viên tham gia cuộc họp phải chịu trách nhiệm, sau đó bắt đầu tiến hành họp với hiệu suất cao. Hiếm có một cuộc họp chiến lược toàn vẹn như vậy, Mọi người đều có rất nhiều ý tưởng, nhưng căn cứ theo nguyên tắc không nói nhảm, không lạc đề, cứ thảo luận hết vấn đề này tới vấn đề khác. Trần Hiểu Âu ở đầu dây cuộc họp bên kia nghe bọn họ trao đổi, gửi tin nhắn cho Tống Thu Hàng, Tân Nha có một bậc thầy vương giả. Tôi rất ít khi tham gia những cuộc họp mà không có câu nào thừa thải như thế này, mỗi một chữ đều là châu ngọc. Vậy là tốt rồi. Vất vả cho cô. Trần Hiểu Âu khen Tân Nha, trong lòng Tống Thu Hàng cũng cảm thấy có chút ngọt ngào. Học chiến lược suốt cả một ngày, mấy người chú trương ra dấu cho Lâm Xuân Nhi tổng kết lại một chút. Lâm Xuân Nhi gật đầu, vậy tôi sẽ không nói dông dài nữa. Vừa rồi chúng ta đã kết luận sơ bộ được mục tiêu giai đoạn và phương án thực hiện cho mỗi một giai đoạn. Bên cạnh đó, hôm nay chúng ta cũng sẽ xác nhận phương án thăng cấp cơ cấu tổ chức. Chuyện này sẽ do Tiểu Hỷ dẫn đầu thực hiện, các bộ phận công ty phối hợp chấp hành. Sau đó mời Nhị Thiến sắp xếp lại những ý chính của buổi học rồi thông báo cho mọi người. Một việc cuối cùng hiếm khi hôm nay ba vị bốt lớn đều có mặt tối nay chúng ta tổ chức một bữa tiệc nhỏ được không lúc ăn cơm sẵn tiện trao đổi một chút về chuyến đi hy lạp ok ạ à, tiểu hỷ vỗ tay đầu tiên mọi người không nhịn được bật cười lâm xuân nhi gọi điện thoại cho trần hiệu âu tôi sẽ nhắn người tới đón cô đi ăn cơm chung với chúng tôi nhé bạn bè trong nước của trần hiệu âu đều phân tán ở các thành phố khác hơn nữa cô ấy cũng hết sức tò mò về lâm xuân nhi thế là gật đầu sẽ không ảnh hưởng tới các cô chứ tất nhiên là không rồi. Chào mừng bốt bên phía đầu tư tới thị sát. Lâm Xuân Nhi nói xong thì bật cười. Vậy cứ để tôi bảo tài xế chở tôi đến đó. Cảm ơn cô. Chương 118 Đây là lần đầu tiên trong đời Trần Hiểu Âu tham gia liên hoan công ty như vậy. Mấy người sáng lập của công ty Tân Nha chia ra ngồi bên cạnh Trần Hiểu Âu, giúp sức chăm sóc cô ấy, không hề lơ là chút nào. Những thành viên khác trong công ty thì tưng bừng nhưng cũng thỉnh thoảng mời cô ấy nâng chén, nhưng lại không cho phép cô ấy uống rượu. Người khác uống rượu, cô ấy thì chỉ được uống nước ấm. Trần Hiểu Âu thấy Lâm Xuân Nhi và Tiểu Hỷ vui cười cùng với cả nhân viên đến từ Tân Cương. Lúc này cô ấy mới phát hiện ra nhân viên của công ty Tân Nha đâu đâu cũng thấy trai xinh gái đẹp. Cô ấy nhẹ giọng hỏi chú Trương, công ty mình nhận người dựa trên nhan sắc ạ, à, rồi tay chỉ vào Tiểu Hỷ, trình độ như thế này mới có thể nhậm chức hay sao? tiểu hy bị trần hiểu âu điểm danh như thế thì hơi đỏ mặt chú trương cười lắc đầu may mắn thôi chúng ta phải xem năng lực trước sau đó mới đến ngoại hình hôm nay hầu hết những người đang ngồi đây đều được lâm xuân nhi tuyển dụng trong những ngày đầu thành lập công ty đã gắn bó được vài năm rồi có thể thấy tình cảm của bọn họ rất tốt làm việc trong một công ty cũng không thể chỉ dựa trên tình cảm lâm xuân nhi luôn biết rõ điểm đó con bé đưa bọn họ cùng tiến về phía trước người nào tục lại đằng sau thì sẽ kéo lên Chủ trương giải thích. Tốt lắm ạ, à, đó cũng là một hình thức tổ chức nhân sự mà lại là kiểu vững chắc nhất. Trần Hiểu Âu gật đầu. Cô ấy chỉ vào ly nước của mình, "Giúp tôi đổi thành rượu đi, tôi cảm thấy mình phải uống một chút." Cô ấy chưa từng chủ động uống rượu nhưng lại rất thích cuộc vui hôm nay, thế là cô ấy gửi tin nhắn cho tài xế, "Anh về trước đi, để chìa khóa xe lại cho tôi, lát nữa tôi sẽ gọi người lái xe hộ về." "Cô có uống được không?" Công ty của chúng tôi không ép rượu nhất là không ép rượu phụ nữ đang ốm vương giao ở bên cạnh nói không sao đâu trần hiểu âu cười cười tửu lượng của cô ấy rất tốt do đã có kinh nghiệm nhiều năm tôi luyện từ một cô gái lầm lì ít nói khi mới bước ra xã hội giờ cô ấy đã trở thành một vị tướng quân có một không hai và luôn hiếu thắng ở nơi làm việc tất cả là nhờ tống thu hàng nhưng trần hiểu âu cũng có điểm giới hạn tuy thích tống thu hàng như vậy nhưng cô ấy cũng chưa từng làm chuyện gì khác thường cả cô ấy không can thiệp vào cuộc sống của tống thu hàng cũng chưa bao giờ tiếp xúc thân thiết với anh tất cả các mối liên hệ giữa hai người đều chỉ giới hạn ở mức đồng nghiệp thậm chí cô ấy còn cảm thấy vui mừng khi có thể nhìn tống thu hàng lạnh lùng có được sự ấm áp trong cuộc đời mình trần hiểu âu muốn uống với người yêu của tống thu hàng một chén lâm xuân nhi cũng ly rượu vào mép dưới ly rượu của trần hiểu âu nhưng trần hiểu âu lại lắc đầu nâng ly rượu lên ngang tầm với cô hôm nay không dính dáng đến nghi thức trong kinh doanh tôi chỉ dự một bữa cơm ở công ty các cô thôi. Cảm ơn cô đã mời tôi. Công ty của chúng tôi ấy à, lúc không làm việc thì đều cãi nhau ồn ào, chẳng có quy củ gì cả, để cô chê cười mất rồi. Trên trán Lâm Xuân Nhi dính mấy giọt mồ hôi, khuôn mặt hơi ửng đỏ, vừa đáng yêu lại hồn nhiên. Tại sao một cô gái lại có thể có nhiều khuôn mặt như vậy chứ? Tống Thu Hàng yêu nhất khuôn mặt nào của cô, hay là mặt nào cũng yêu? Trần Hiểu Âu đã ngà ngà say lúc tan cuộc tất cả mọi người đều rất vui vẻ, còn vui hơn say rượu. Tiểu Hỷ vẫn còn tỉnh táo, Trần Hiểu Âu gọi người lái xe hộ, chủ trường lo cô ấy đi một mình không an toàn, nên bảo Tiểu Hỷ đưa cô ấy về. Sáng hôm sau Lâm Xuân Nhi đến công ty dự họp, thấy trên cổ Tiểu Hỷ có dán miếng băng cá nhân, thì buộc miệng hỏi anh ta bị làm sao thế. Buổi sáng cạo râu, không cẩn thận làm rách da ả mặt Tiểu Hỷ đột nhiên đỏ ửng lên. Trên cổ cậu mà cũng có râu cơ. Lâm Xuân Nhi nói xong câu này thì mới đột nhiên kịp phản ứng lại. Ui, cậu nhóc này yêu rồi hả? Tối qua đã hưởng thụ một đêm xuân rồi phải không? Được lắm, được lắm, nắm chặt vào nhé, chị đây sẽ chuẩn bị lì xì to tặng cho cậu. Mặt tiểu hỷ càng đỏ hơn. Lâm Xuân Nhi dừng lại. Không đúng, hôm qua lúc tan cuộc đã gần 12 giờ đêm, anh ta còn đưa Trần Hiểu Âu trở về, kiểu gì cũng phải tới một giờ sáng. Một giờ sáng rồi mà còn đi hẹn hò tiếp ư, tên nhóc tiểu hỷ này đã làm cái gì rồi cô đứng dậy đóng cửa phòng làm việc lại sau đó nhỏ giọng hỏi tiểu hỷ đáng lý ra thì chị không nên hỏi về sinh hoạt cá nhân của cậu nhưng chuyện này có chút nhạy cảm đêm qua cậu ngủ với trần hiểu âu à tiểu hỷ không dám nói dối trước mặt lâm xuân nhi thế là anh ta gật đầu cậu ngủ với nhà đầu tư của chúng ta hả lâm xuân nhi trợn tròn hai mắt chẳng phải chị cũng ngủ cùng nhà đầu tư rồi còn gì Lúc này cuối cùng Tiểu Hỷ cũng phản ứng lại. Thằng nhóc này được lắm, dám mạnh miệng. Nhưng Tiểu Hỷ nói không sai. Cũng đúng, nhưng chị đã ngủ với anh ấy trước khi thu hút vốn rồi. Còn cậu thì khá lắm, ngủ với người ta ngay trong quá trình đầu tư. Nếu sau này người khác biết được, nói rằng chúng ta dùng quan hệ bất chính để giao dịch thì toi đời. Lâm Xuân Nhi hù dọa Tiểu Hỷ, thấy anh ta nhíu mày có vẻ lo lắng thật sự, cô không nhịn được lại phi cười chị chỉ quan tâm hiệu suất của cậu có tốt hay không thôi đừng để đến lúc phó tổng giám đốc thịnh thông mất hứng lại cắt đức hỗ trợ tài chính của chúng ta tiểu hỷ hắn giọng nói cũng được chắc là vẫn ổn thôi ạ à. lâm xuân nhi liếc nhìn tiểu hỷ thấy khuôn mặt anh ta có vẻ đoan chính không giống dáng vẻ tình một đêm thế là cô thở dài đừng có làm loạn nhé nếu con gái người ta có thái độ như đối với tình một đêm thì cậu cũng đừng nghiêm túc quá rồi quấy rầy người ta yên tâm đi chị xuân nhi em không như vậy đâu tiểu hỷ muốn làm phiền người ta thì cũng phải có cơ hội đã chứ buổi sáng trần hiểu âu vừa mở mắt ra đã trở mặt không nhận người nói rằng đàn ông và phụ nữ trưởng thành đều có thời điểm không thể kiểm soát bản thân cô ấy được nếm một thanh niên trẻ anh ta cũng được hưởng mùi vị một chị gái tài giỏi rất tốt đến giờ tiểu hỷ vẫn còn không biết mình đã chịu thiệt hay là kiếm lời thế thì tốt lâm xuân nhi đứng lên vỗ vai tiểu hỷ rồi nhẹ giọng hỏi cậu thích hiểu âu phải không chị vừa mới nhớ lại mấy lần gặp mặt trước đó của chúng ta hình như cậu hơi dè dặt tiểu hỷ cũng chẳng thể nói rõ mình nghĩ như thế nào anh ta lắc đầu rồi rời khỏi văn phòng của lâm xuân nhi tống thu hàng hạ cánh vào buổi chiều anh lái xe chạy thẳng tới công ty của lâm xuân nhi bây giờ anh mới hiểu được tâm trạng khi đi một quãng đường dài vất vả để gặp một người là thế nào nghĩ đến việc gặp được cô là cả chặng đường mệt nhọc đều bị quét sạch sành xanh trong lòng anh tràn đầy vui vẻ dọc đường anh đi ngang qua một tiệm hoa nhớ tới đóa thực dược cài bên tai cô đêm đó và vẻ cẩn thận vu ốt ve e những cánh hoa của cô, anh bèn dừng lại, đi mua hoa. Cô gái bán hoa không dời nổi mắt từ khi thấy anh vào cửa, không phải bởi vì anh đẹp trai mà là sự dịu dàng giữa đôi lông mày của anh. Nhất định anh đang yêu tha thiết một người nào đó thì mới có thể dịu dàng đến vậy. Anh mua hoa à? Phải. Tặng cho ai vậy à? Bạn gái. Hoa hồng à? tôi có thể tự chọn không? Vậy anh cứ chọn đi. Tống Thu Hàng chưa từng tặng hoa cho con gái nhưng mắt thẩm mỹ của anh rất tốt. Anh chọn một bông hướng dương lớn, hai bông hồng xâm thanh, ba bông hồng trắng, hồng tỉ muội màu cam, cam cúc và lá bạch đàn rồi đưa cho cô chủ bán hoa, nhờ cô. Mắt thẩm mỹ của anh thật tốt. Cô gái kia gói kỹ hoa lại, màu sắc đang xen thanh lịch, không biết người nhận sẽ thích đến giường nào đây. Tống Thu Hàng cầm bó hoa lên xe, đặt ở ghế phụ. Hương thơm nồng nàn của hoa có thoang thoảng khắp xe, ấm áp như mùa hè. Anh đã không được nhìn mặt Lâm Xuân Nhi nửa tháng trời, máy bay vừa hạ cánh là anh đã phóng ngay tới gặp cô trước, công ty cũng chẳng thèm ghé qua. Anh lái xe đến dưới lầu rồi gọi Tiểu Hỷ xuống đón mình. Tiểu Hỷ chạy chậm xuống lầu, chỉ thấy Tống Thu Hàng một tay sách túi laptop, tay kia ông bó hoa đang đứng thẳng lưng bên cạnh chiếc xe, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, đẹp như một bức tranh anh ta vội vàng lấy điện thoại ra chụp lén một bức ảnh rồi gửi vào nhóm cha của công ty đến đây mà xem phần thưởng cuối tuần trong nhóm cha lập tức như ông vỡ tổ tất cả mọi người đều biết sếp đang yêu và cũng đã thấy ảnh người yêu cô trên vòng bạn bè nhưng chỉ có mỗi một bức ấy thôi bây giờ họ gặp được người bạn trai trong truyền thuyết ôm bó hoa đến đây thì đều có chút phấn khích lâm xuân nhi vẫn còn chưa biết tống thu hàng ôm theo bó hoa đến gặp mình là hoa do anh tự chọn cô đang trò chuyện với khương phương lộ cô muốn anh ta giới thiệu cho mình một công ty luật uy tín khương phương lộ hỏi lâm xuân nhi anh ta có được hay không cô kiên quyết từ chối ngay chúng tôi không mời nổi anh không được nếu trước khi tan tầm vào thứ hai tuần tới anh không giới thiệu được ai thì mối quan hệ giữa chúng ta cứ kết thúc ở đây đi cút điện thoại xong nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi ở bên ngoài phòng làm việc cô bèn đứng dậy mở cửa nhìn xem sau đó đâm đầu ngay vào tống thu hàng đang mở cửa bước vào Tống Thu Hàng vội vàng vươn tay đỡ bả vai cô, tay kia thì ông bó hoa ra trước ngực. Bó hoa ấy trông rất đẹp, hai mắt Lâm Xuân Nhi sáng rực lên, cô không nhịn được bật cười thành tiếng. Thấy cô như vậy, các đồng nghiệp cũng càng vui vẻ hơn, vỗ tay rồi la hét ầm ý đòi hai người ôm nhau. Công ty Star-up mà, lúc làm việc căng thẳng thì rất liều mạng nhưng lúc vui chơi cũng chơi tới bến luôn. Tống Thu Hàng thì đang cúi đầu cười với cô. Các đồng nghiệp vẫn còn đang la ó, Lâm Xuân Nhi thì đỏ mặt nhanh chóng nhận lấy bó hoa. Anh đến để học chợ đấy à sau đó cô làm bộ hung dữ dọa đám người đang nhốn nháo kia, còn làm ồn nữa thì trừ lương nhé. Mọi người còn lâu mới sợ, càng ngày càng náo động hơn. Anh không biết văn hóa công ty bọn em là thế này đấy, giống cái chợ. Tống Thu Hàng nhẹ giọng nói, cho nên em là nữ ma đầu hả? Trong mắt anh toát ra vẻ yêu chiều không chút nào che giấu khiến Lâm Xuân Nhi đã quen tàn sát bốn phương đột nhiên biến thành một cô gái yếu đuối vẻ mặt tống thu hàng làm cô hoảng hốt vội vàng kéo anh vào văn phòng cô còn ló đầu ra giả vờ hung dữ lườm đám nhân viên ồn ào kia rồi mới khép cửa lại trong tay cô vẫn ôm bó hoa không nhịn được lại ngắm thêm vài lần mặt mày hớn hở cô không dám ôm anh vì sợ người khác nhìn thấy nhưng vẫn khó nén được kéo anh tay rồi thỏ thẻ nói sao anh lại tới đây không đến công ty à tống thu hàng trở tay nắm lại tay cô đầu ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay cô muốn được gặp em sớm một chút buổi chiều em có thể cho anh mượn văn phòng cùng làm việc không được thôi trái tim lâm xuân nhi đang chìm trong mật ngọt cô mở bó hoa ra cắm vào trong bình mắt thẩm mỹ của tống thu hàng thật tốt những bông hoa này phối với nhau nhìn rất đẹp cô đặt lọ hoa lên bàn chợt cảm thấy bàn làm việc của mình như chứa cả mùa hè sau đó lâm xuân nhi ngồi xuống tiếp tục làm việc tống thu hàng thì ngồi đối diện cô hết sức chăm chú gõ máy tính, việc này khiến cô càng vui vẻ hơn. Bất chợt, cô ngẩng đầu ngắm hoa rồi lại liếc qua tống thu hàng. Cảm thấy còn chưa đủ, cô dứt khoát đứng lên, đi vòng qua bàn đến bên cạnh anh rồi cúi người hôn nhanh vào má anh một cái rồi chạy chậm trở về vị trí của mình. Lâm Xuân Nhi tiếp tục làm việc, rồi lại đứng lên chạy đến bên cạnh Tống Thu Hàng và hôn anh. Trong chớp mắt đó Tống Thu Hàng bỗng quay mặt sang, môi chạm môi với cô. Lâm Xuân Nhi lập tức cảm thấy thỏa mãn, lông mày giãn ra, mắt cười cong cong. Tống Thu Hàng nhắn tin quy chát hỏi cô, em nhớ anh đến thế à? Đúng vậy đó. Đồ ngốc. Tống Thu Hàng nói rồi lại cúi xuống làm việc, nhưng trong lòng anh lại đang đắm chìm trong mật ngọt. Cách thể hiện nỗi nhớ nhung của Lâm Xuân Nhi vừa thẳng thắn lại ngốc nghếch, nhưng trái tim Tống Thu Hàng đã bị cô hòa tan mất rồi. Hai tiếng đồng hồ làm việc này của bọn họ có năng suất cực cao. Đến sáu giờ đúng, không hơn không kém một giây, Lâm Xuân Nhi phịch một tiếng đóng máy tính lại, tan làm tan làm thôi. Tống Thu Hàng bị cô chọc cười, nữ vương hôm nay không có tâm với sự nghiệp nữa à. Từ giờ cho đến 9 giờ sáng thứ hai em sẽ không còn là nữ vương nữa. Thế em là cái gì? Em một lòng một dạ chỉ muốn là cô gái nhỏ ở bên bạn trai ngày cuối tuần. Được thôi, cô gái nhỏ. Tống Thu Hàng chở Lâm Xuân Nhi đi dạo siêu thị, vẫn là chỗ ở gần nhà anh lần đầu tiên tới siêu thị này lâm xuân nhi đã ném áo khoác vào xe đẩy mua hàng rồi giật một chiếc dây cột trên cổ tay xuống buộc tóc lên rồi chui vào trong đám đông đến giờ tống thu hàng vẫn nhớ như in cảm giác lúc ấy khi đó anh đứng sau lưng cô nhìn cô không người chọn thức ăn sợi tóc rối trên cổ bay bay anh lo người khác đụng vào cô nên bàn tay cứ đỡ hợt sau lưng cô lần này thì khác anh đặt tay lên lưng cô nếu có người tiến đến thì anh sẽ dùng chút lực kéo người đến trước mặt mình lâm xuân nhi muốn ăn hải sản nên kéo tống thu hàng một lòng nhắm đến khu bán hải sản cô mua cua tôm tre ốc biển hầu sống thêm bò bít tết cùng các loại thịt khác rồi đi chọn trái cây và rau quả trông cô vừa nghiêm túc lại rất vui vẻ tống thu hàng thấy cô như vậy trong lòng chợt mềm nhũng sau khi về đến nhà đặt đồ xuống anh bèn xoay người qua ôm cô cuối cùng họ cũng có thể ôm nhau lâm xuân nhi cảm thấy rất thỏa mãn tráng chống lấy cầm tống thu hàng cánh tay vòng qua siết chặt eo anh nhưng chỉ ông thôi thì chưa đủ đôi môi hai người chậm rãi tìm đến nhau nụ hôn kéo dài vô cùng ướt át đầu ngón tay cô mân mê vạt áo sơ mi của anh bàn tay vừa mới hướng lên trên thì tiếng chung cửa đã vang lên bọn họ cuốn quyết tách nhau ra xoa môi mình tống thu hàng thấy ngoài cửa là trần khoan niên và tiêu muội thì mở cửa cho họ vào đúng là biết chọn thời điểm quá tống thu hàng thở dài bước ra mở cửa trần khoa niên nắm tay tiêu muội đi vào như trở về nhà mình tối nay ăn gì thế bắc kinh lớn như vậy mà không có chỗ cho cậu ngồi ăn cơ mà bọn tôi chỉ muốn xem thử lúc này hai người có đang làm chuyện mờ ám không dám cho ai biết hay không thôi trần khoa niên cười nói đùa sau đó anh ta lại chỉ tay vào đống hải sản và nói với tiêu muội thấy chưa anh đã bảo sẽ được ăn ké bữa cơm mà lâm xuân nhi bất bình nói với tiêu muội tớ đang định cởi y quần áo của Tống Thu Hàng ra thì các cậu lại đến. Các cậu yêu nhau thì cũng phải nghĩ đến cuộc sống tình dục của người khác chứ. Nhìn dáng vẻ tức giận và xấu hổ đến tức cười của Lâm Xuân Nhi, Tống Thu Hàng đưa tay lên xoa đầu cô, nhìn xem cô gái của tớ đang vội lắm rồi đây này. Mọi người đều cười thành tiếng. Lúc nấu cơm, Tiêu Muội lén lúc nói với Lâm Xuân Nhi, cậu đoán xem hôm nay tớ gặp ai nào. Ai thế? Tớ tới bệnh viện thăm một người bạn tình cờ gặp thời Thanh Lâm. Chương 119 Sau đó thì sao? Lâm Xuân Nhi cầm lấy những con cua đã được rửa sạch, chuẩn bị cho chúng vào nồi hấp. Tiêu mũi quay đầu nhìn Tống Thu Hàng và Trần Khoa Niên đang nhặt rau sau đó lại xoay về, nhỏ giọng nói, nói chuyện mấy câu. Một khoảng thời gian trước ông nội của thời Thanh Lâm bị ngã. Ông cụ cũng lớn tuổi rồi nên phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Lần này anh ta quay về chủ yếu là để chăm sóc ông nội mình. Ừm. Tớ đã gặp anh ta hai lần rồi. Anh ta tới tìm tớ, một lần là ở dưới lầu công ty tớ, lần kia là trên đường đi làm. Anh ta không nhắc đến chuyện của ông nội mình. Hai người còn nói chuyện gì nữa? Không nói thêm nữa. Anh ta cũng chẳng dò hỏi tớ về cậu, mà dù có hỏi tớ cũng không nói. Lâm Xuân Nhi véo mặt tiêu muội, giỏi lắm. Tống Thu Hàng có biết thời Thanh Lâm không? Biết tớ đã nói với anh ấy chuyện thời Thanh Lâm quay về rồi. Anh ấy tin tưởng tớ, để cho tớ tự xử lý. Tống Thu Hàng tốt thật đấy, nếu đổi thành Trần Khoa Niên thì chắc chắn anh ấy sẽ làm ầm lên với tớ. Tiêu Muội biểu môi, cũng chẳng biết tại sao mà anh ấy lại nhỏ mọn như vậy. Có lẽ bởi vì yêu cậu. Lâm Xuân Nhi bật cười, à đúng rồi, các cậu đã chọn ngày tổ chức hôn lễ chưa? Chọn rồi. Mùng 3 tháng 10, sau đó chúng tớ sẽ đi du lịch đi du lịch ở đâu thế? Bọn tớ muốn tới Hu Long Bui, hoàn thành chuyến du lịch tốt nghiệp năm đó chúng tớ đã bỏ lỡ. Hôm nay bọn tớ đến ăn trực chủ yếu là để hỏi hai người có muốn đi cùng không? Tớ bảo gọi điện thoại hỏi là được nhưng Trần Khoa Niên cứ nhất định phải hỏi trực tiếp. Có lẽ lâu rồi anh ấy chưa được gặp Tống Thu Hàng nên cũng hơi nhớ cậu ấy. Ý tưởng tới hu lung bui do tiêu muội đề xuất. Cô ấy biết Lâm Xuân Nhi từng canh cánh trong lòng về chuyến du lịch tốt nghiệp năm đó bạn bè chân chính là như thế đấy cho dù đi du lịch trăng mật nhưng vẫn muốn bạn mình đi cùng lâm xuân nhi nghe bạn mình nói muốn đi hu bui thì biết ngay là ý tốt của tiêu muội thế là cô nói hu bui thì đi lúc nào chẳng được các cậu chỉ kết hôn có một lần thôi sao không đi chỗ nào xa một chút ra nước ngoài tới châu âu châu mỹ châu đại dương không đâu tiêu muội quả quyết lắc đầu tớ muốn đi hu bui cơ không thể thay đổi điểm đến được ý tốt của cô ấy lâm xuân nhi hoàn toàn nhận lấy mối quan hệ giữa hai người đã không cần phải nói lời cảm ơn cô cảm kích liếc nhìn tiêu muội rồi quay đầu lớn giọng cất tiếng hỏi tống thu hàng sau hôn lễ bọn họ muốn đi du lịch ở hu bui chúng ta có đi không tống thu hàng nghe thấy chữ hu luôn bui thì trong lòng chợt rung động chuyến du lịch tốt nghiệp chưa thành năm đó đã khắc ghi sâu chữ hu luôn bui trong lòng anh mấy năm nay mỗi khi nghĩ tới nó là anh lại thấy tiếc nuối bao giờ đi mùng 3 tháng 10, xuất phát từ quê nhà. Được. Chúng ta xin nghỉ phép dài hạn chứ. Khoảng 10 ngày thôi. Lâm Xuân Nhi nghe được Tống Thu Hàng đồng ý thì vô cùng vui vẻ. Cô chạy đến trước mặt anh, dùng trán thân mật cọ vào ngực anh. Tống Thu Hàng cúi đầu hôn trán cô, hoàn thành chuyến du lịch tốt nghiệp năm đó cùng nhau, ý tưởng này không tệ chút nào. Tớ có thể đưa mọi người tới nhà của những người chăn gia súc để ăn thịt nhưng tháng 11 thì cỏ ở Hu Lung Bui đã chuyển màu vàng hết rồi, nhưng thảo nguyên mùa thu cũng đẹp lắm nha. Nhắc đến du lịch là Lâm Xuân Nhi lại liếu lo không ngừng, ba người kia cứ vừa làm vừa nghe cô nói. Chúng ta có thể tới Căn Hà, Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, Mãn Châu Lý, A Nhĩ Sơn, có thể đi xem tuần lộc, cưỡi ngựa và vắt sử cừu, sau đó đi từ Đông Ô Châu Mục Thấm qua Tích Lâm Hạo Đặc và Thái Phó Tự Kỳ rồi quay về. Vậy thì chúng ta sẽ tự lái xe, à tiêu mụi hỏi đương nhiên phải tự lái xe rồi thuê xe chạy từ quê sau đó trả xe ở nơi khác lâm xuân nhi nói như vậy sao phải thuê xe cuối cùng tống thu hàng cũng có thể chen lời tại sao chúng ta không lái xe của mình đi à đúng nhỉ chúng ta có thể lái xe của mình mà lâm xuân nhi gật đầu xe của tống thu hàng đủ chỗ ngồi đấy đồ ngốc hôm nay tống thu hàng đã hai lần gọi cô là đồ ngốc rồi dù cho một cô gái có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì khi được yêu thương thực sự cô ấy sẽ luôn biến thành đứa trẻ lâm xuân nhi cũng giống như vậy chỉ cần ở bên cạnh tống thu hàng là cô sẽ trở nên ngây thơ tiêu muội thấy hai người họ đối xử với nhau như vậy thì trong đầu chợt nảy ra một câu tình yêu không phải tất cả nhưng khi có được tình yêu tốt thì con người cũng sẽ được bồi bổ lâm xuân nhi được tống thu hàng nuôi dưỡng càng ngày càng trở nên ngập tràn sức sống lúc ăn cơm lâm xuân nhi lại nghĩ tới chuyện chụp ảnh cưới bèn nói với tiêu muội tớ phải đi thử váy cưới cùng cậu mới được được nhưng phải đến tháng 8 mới may xong tớ mặc kệ bao giờ may xong tớ muốn là người đầu tiên thấy cậu mặc váy cưới cơ thế tớ thì sao trần khoan niên hỏi vì sao không phải là tớ lâm xuân nhi cậu bị làm sao thế sao cậu cứ thích tranh giành phụ nữ với tớ vậy bởi vì các cậu cần có một phớt lúc hoàn hảo mà. Lâm Xuân Nhi vừa bóp cô vừa nói, tớ muốn thấy dáng vẻ khóc lóc sụt sùi của cậu. Cậu muốn thấy tớ xấu mặt thì có. Cậu đúng là xấu xa. Hai người họ cứ gặp mặt là cãi cọ, tiêu muội và tống thu hàng nhìn nhiều cũng thành quen. Hai người nhún vai rồi lắc đầu nhìn nhau, bỏ tay hết cách. Cơm nước xong xuôi, Lâm Xuân Nhi đứng lên đi ra cửa, hai người các cậu mau đi đi, đừng nên quấy rầy cuối tuần của bọn tớ. Cô đuổi khách thẳng thừng, không hề quanh co. Trần Khoa Niên dựa lưng vào ghế sofa chơi xấu, đã trễ thế này rồi còn đi gì nữa? Bọn tớ ngủ luôn ở đây. Lâm Xuân Nhi đằng đằng sát khí chạy tới cầm gối tự đập anh ta, cậu đi mau. Trần Khoa Niên không phục, cũng cầm gối giả vờ giả việc ném tới Lâm Xuân Nhi. Làm rộn đủ rồi, anh ta mới đứng lên nói với giọng điệu cà khịa, hay lắm, anh em lúc này chẳng còn tác dụng gì nữa. Người phụ nữ của cậu bắt nạt người khác như thế mà cậu cũng mặc kệ không thèm quan tâm, đây là cách đối xử với khách hay sao? Anh ta vừa lải nhải vừa đeo giày vào, sau đó kéo tiêu muội rời khỏi. Cuối cùng Lâm Xuân Nhi cũng có thể ở riêng với Tống Thu Hàng. Sau khi tiêu muội và Trần Khoan Niên đi thì trời cũng bắt đầu mưa. Thế là hai người mỗi người bưng một tách trà nóng ngồi trong nhà kính ngắm mưa đêm. Trong khoảng sân bên ngoài nhà chỉ có một ngọn đèn nhỏ le lói, cũng không có con đom đóm nào bay quanh. Không vội nữa, À, Tống Thu Hàng thấy qua một lúc lâu mà Lâm Xuân Nhi vẫn chẳng có động tĩnh gì bèn mở miệng treo cô. Khi mới vào nhà, người muốn cởi quần áo anh ra là cô, người phàn nàn với tiêu muội rằng đã bị bọn họ phá vỡ đời sống tình dục cũng là cô, ăn cơm xong ra đuổi người tiếp tục là cô. Thế mà giờ cô lại im lặng như lão tăng ngồi thiền. Em cảm thấy hiện tại rất yên tĩnh. Trong bầu không khí an yên như thế này mà lại nghĩ đến chuyện dâm dục thì có cảm giác hơi tội lỗi. Lâm Xuân Nhi nói vô cùng đường hoàng trên môi không giấu nổi ý cười thấy tống thu hàng nhướng mày cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa bật cười thành tiếng bầu trời đêm đẹp như thế này mà không làm gì mới là đáng tiếc ánh mắt tống thu hàng rơi vào ngực lâm xuân nhi em có thể làm phép thuật không hả em có thể hiện ra trước mắt anh với bộ đồ ngủ trong bức ảnh hôm đó chỉ trong một giây không hay là anh nhắm mắt lại đi để em thử xem lâm xuân nhi khoa chân múa tay giống như thật sự biết làm phép được. Tống Thu Hàng nhắm mắt lại. Anh nghe thấy tiếng sột soạt, cô ý muốn mở mắt nhìn trộm nhưng lại có một sợi dây lụa được cột vào mắt anh. Tống Thu Hàng đè tay Lâm Xuân Nhi lại, em lại xem phim đấy hả? Không dám gạt anh, em đã nghiên cứu sổ tay minh họa về lịch sử tình dục ở Trung Quốc rồi. Bờ môi của Lâm Xuân Nhi hờ hững lướt qua người anh, bàn tay dắt anh chậm rãi đứng lên. Tống Thu Hàng chưa bao giờ tò mò như thế này trong đời anh đi theo lâm xuân nhi vào thang máy rồi lại ra khỏi thang máy sau đó đến bên giường lâm xuân nhi đẩy anh ngã lên đệm mềm có một cô bạn gái chăm chỉ hiếu học thật tốt tống thu hàng không nhìn thấy gì hết nhưng xúc giác khứu giác và thính giác của anh lại vô cùng mẫn cảm bấy giờ anh cảm giác như đang dự một bữa tiệc thịnh soạn còn lâm xuân nhi như một thứ rượu mạnh làm đầu óc anh quay cuồng tống thu hàng say mất rồi khi tất cả đã yên tĩnh trở lại thậm chí anh còn cảm thấy chuyện vừa mới xảy ra chỉ như một giấc mộng dài. Anh dùng chóp mũi chạm vào Lâm Xuân Nhi, thấp giọng hỏi cô, trên sách còn viết gì nữa? Còn nhiều, nhiều lắm. Chúng ta có thể dùng thời gian cả đời để chậm rãi nghiên cứu. Cho đến tận khi anh già nua, không còn tác dụng gì nữa. Đúng vậy. Lâm Xuân Nhi khẽ cắn cầm anh rồi lại chuyển xuống ít hầu, cứ làm loạn với anh một hồi như vậy rồi mới yên tĩnh lại. Cuối cùng, cô ngái ngủ gối đầu lên cánh tay anh. Lâm Xuân Nhi, anh muốn nói với em một chuyện. Tống Thu Hàng nhẹ nhàng gọi tên cô. Hửm. Bố anh định về nước. À, chuyện Tống Lương Ngọc muốn về nước cũng không thể khiến Lâm Xuân Nhi tỉnh táo lại. Thậm chí cô chẳng cảm thấy việc này có vấn đề gì, cũng không sợ hãi. Tống Thu Hàng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt gò má cô. Anh nói với em chuyện này là muốn dặn em. Nếu ông ấy hẹn gặp riêng em thì anh sẽ không cho phép đâu dù là lý do gì đi chăng nữa sau đó thì sao sau này cũng không thể gặp bà không gặp tống thu hàng nhàn nhạt nói lần trước ông ấy đã làm tổn thương em anh rất xin lỗi không sao đâu lâm xuân nhi vòng tay qua người tống thu hàng vỗ lưng anh sau đó cô ngủ thiếp đi thời gian cứ chậm rãi trôi đi mỗi ngày trôi qua đều rất bình thường nhưng cũng lại khắc sâu trong lòng nơi Tống Thu Hàng chọn ăn cá là trên một ngọn núi ngay ở bên ngoài thành phố. Họ lái xe đi qua những ngọn núi được bao phủ bởi cây xanh rập mắt, những hồ nước và thung lũng xanh tươi, vừa mát mẻ lại thoải mái. Suốt cả đoạn đường lên núi, phong cảnh đẹp không sao kể hết. Họ quyết định dừng xe ngắm cảnh giết thời gian. Sau khi rẽ vào một con đường núi rồi tiếp tục đi một lát, họ nhìn thấy một nông trường. Hai người đổ xe rồi đi vào, như thể tới một thế giới khác họ chọn một chỗ ngồi trên hành lang gỗ bên bờ ao ngắm nhìn đàn cá trong ao thỉnh thoảng lại nhảy lên hai người chơi vô cùng vui vẻ nơi này đẹp thật đấy trước giờ em chưa từng nghe qua nhỉ lâm xuân nhi giơ ngón cái lên với tống thu hàng nếu như cá ăn cũng ngon nữa thì đúng là hoàn hảo ăn ngon lắm một người bạn từng dẫn anh tới đây hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng ai đó gọi lâm xuân nhi họ bèn xoay người lại thấy được thời thanh lâm trái đất này thật sự quá nhỏ. Lâm Xuân Nhi còn cảm thấy hình như thời Thanh Lâm đã gắn thiết bị theo dõi lên người mình. Cô đứng lên, cười với thời Thanh Lâm, khéo quá. Sau đó chuyển hướng tới Tống Thu Hàng, đây là bạn trai của tôi, Tống Thu Hàng. Đây là bạn trai cũ của em, thời Thanh Lâm. Cô nói xong mới thấy hơi kỳ kỳ, bạn trai mới và bạn trai cũ chạm mặt nhau mà cô cứ thoải mái giới thiệu như vậy, hình như hơi giống gái đẻo. Tống Thu Hàng đã từng thấy thời Thanh Lâm vô số lần trong đoạn video ca hát của Lâm Xuân Nhi, lúc anh ta lên sân khấu ôm lấy cô. Anh chủ động vươn tay ra với thời Thanh Lâm, chào anh. Nhắc tới cũng lạ, anh chẳng hề có địch ý gì với anh ta cả. Chào anh. Thời Thanh Lâm cũng bắt tay anh. Anh ta từng gặp Tống Thu Hàng trong chương trình từ thiện phát sóng trực tiếp, thật đúng dịp, nơi này do một người bạn thân của tôi mở. Hôm nay bọn họ tổ chức sinh nhật cho con ở đây thời thanh Lâm chuyển qua Lâm Xuân Nhi, Lưu Nghĩa, cô cũng gặp rồi đấy. Lâm Xuân Nhi gật đầu, vậy anh mau đi đi, chúng tôi ăn cơm xong thì cũng đi. Thời thanh Lâm gật đầu rồi không làm phiền họ thêm nữa. Anh ta đi đến cuối hành lang gỗ rồi quay đầu lại nhìn, Lâm Xuân Nhi đang cười nói với Tống Thu Hàng cái gì đó, không hề bị cục hứng bởi vì sự xuất hiện của anh ta. Thời thanh Lâm cứ đứng ngẩn người ra đó một lúc. Khi anh ta và Lâm Xuân Nhi yêu nhau, mỗi ngày anh ta đều nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng. Anh ta sợ sẽ mất cô. Khi đó cô chỉ nói chuyện với người khác thêm mấy câu là anh ta đã cảm thấy bất an. Trước mặt Lâm Xuân Nhi, anh ta không thể tự tin và vững vàng như Tống Thu Hàng. Là Lâm Xuân Nhi đã cho Tống Thu Hàng cảm giác an toàn. Nhưng những thứ đó Lâm Xuân Nhi chưa từng cho anh ta. Thời thanh Lâm cảm thấy Lâm Xuân Nhi thật xấu xa. Nếu như cô vẫn luôn sống độc thân, không có người yêu thì anh ta sẽ không quán trách chút nào nhưng cô lại hẹn hò với người trong lòng từ thời niên thiếu hoàn toàn mất đi sự thù hằn hồi trước vật đổi sao dời thời gian trôi qua anh ta cứ tưởng rằng mình đã buông bỏ được rồi nhưng lúc này lại chợt phát hiện mình chưa hề thoát ra sau đó thời thanh lâm cũng từng thử yêu thêm vài lần không còn cái cảm giác lơ lửng vô định ấy nữa lâm xuân nhi không hề biết những chuyện ấy đã ám ảnh trong lòng thời thanh lâm bấy lâu cô đã buông tay nên cảm thấy thời thanh lâm cũng thế. Nếu gặp lại nhau thì họ sẽ chỉ hỏi thăm vài câu, thậm chí chẳng buồn nhắc lại chuyện xưa nữa. Cô vụng trộn nhìn Tống Thu Hàng, muốn xem trên mặt anh có biểu hiện gì khác là không. Nhưng Tống Thu Hàng chẳng biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, thậm chí anh còn ngước mắt lên, bắt tại trận Lâm Xuân Nhi đang lén lút nhìn mình. Em nhìn anh làm gì? Lâm Xuân Nhi cười khà khà, bạn trai cũ của em thế nào? Rất tốt. Tống Thu Hàng uống một ngụm nước. Hết rồi à? Hết rồi. Anh không tò mò hả? Tống Thu Hàng nháo mặt cô, không có. Còn tò mò gì được nữa đây? Trên núi khó gọi người lái xe, thay nên hai người đều không uống rượu. Mỗi người uống một bình nước khoáng, khi hoàng hôn sắp tắt thì họ cũng ăn xong bữa cá. Món cá của trang trại này nấu khá ngon, thịt cá tươi, nguyên liệu đơn giản nhưng lại không có mùi tanh lâm xuân nhi ăn rất vui vẻ tống thu hàng đi tính tiền lễ tân lại nói đã có người thanh toán rồi anh quay người đi về nói với lâm xuân nhi bạn trai cũ của em trả tiền rồi à nên nói một câu cảm ơn đi tống thu hàng sợ lâm xuân nhi sẽ canh cánh trong lòng nên chủ động đề nghị cô tới nói lời cảm ơn lâm xuân nhi gật đầu nhưng cô không có số điện thoại của thời thanh lâm cũng xóa tin nhắn của anh ta đi rồi thế là cô nói với tống thu hàng em không có thông tin liên lạc của anh ta để em vào trong nói với anh ta một tiếng được lâm xuân nhi đi vào trong bên trong phòng không khí vô cùng náo nhiệt cô suy nghĩ một lát rồi bảo nhân viên gọi thời thanh lâm ra lâm xuân nhi đứng đó chờ thời thanh lâm đột nhiên nhớ lại những chuyện khi còn hẹn hò với anh ta cô không muốn gặp người nhà anh ta cũng không muốn gặp bạn bè anh ta có lúc thời thanh lâm tức giận đi tụ tập một mình cô thì tìm chỗ chờ anh ta ở bên ngoài hoặc dứt khoát về nhà có một ngày thời thanh lâm say rượu đến gõ cửa nhà cô khi đó lâm xuân nhi còn ở trong căn phòng đi thuê anh ta cứ gõ như vậy khiến bạn cùng phòng của cô cực kỳ khó chịu thời thanh lâm đỏ cả mắt nói với cô lâm xuân nhi em làm anh quá thất vọng em chẳng biết yêu là gì cũng không xứng có được tình yêu bất kỳ ai thân thiết với em cuối cùng cũng chỉ gặp bất hạnh mà thôi lâm xuân nhi bất chợt cảm thấy hơi khó chịu cô đã từng tồi tệ như vậy hẳn đã làm anh ta tổn thương rồi thời thanh lâm đi tới thấy lâm xuân nhi đang chờ mình như vậy thời gian dường như quay trở lại rất nhiều năm trước cô cũng từng chờ anh ta giống thế cô đứng ở rất xa cảm ơn anh tống thu hàng nói anh đã thanh toán tiền cho chúng tôi không cần khách khí việc nhỏ thôi mà lâm xuân nhi gật đầu mãi mới nói tiếp thời thanh lâm có phải năm đó tồi tệ lắm không Bây giờ nghĩ lại chắc lúc ấy tôi đã làm tổn thương anh rồi. Hôm nay tôi chân thành muốn xin lỗi anh vì những tổn thương lúc trước mình đã gây ra. Hai chúng ta không còn nợ gì nhau nữa. Cô quay người chạy về bên tống thu hàng, nắm chặt tay anh. Giữa hai người chỉ có khoảng cách rất nhỏ, nhìn vô cùng thân mật. Thời thanh lâm đứng ở cuối hành lang gỗ nhìn chầm chầm cho đến tận khi bóng hai người biến mất. Vậy là, tình yêu cũng cần phải xét tới cơ hội xuất hiện sao? hôm nay mấy người bạn của Tống Thu Hàng đều tới quán ba của Loan Niệm, Trần Khoa Niên cũng đưa Tiêu Muội đi. Đám đàn ông tụ tập uống rượu, Lâm Xuân Nhi và Tiêu Muội thì ngồi trước cửa sổ sát đất nói chuyện phiếm. Lâm Xuân Nhi kể cho Tiêu Muội nghe chuyện hôm nay gặp được thời Thanh Lâm. Sau ba lần bốn lượt tình cờ gặp nhau, thậm chí tớ còn nghi ngờ thời Thanh Lâm đã gắn máy theo dõi lên người mình nửa cơ. Giờ thời Thanh Lâm đã có chừng mực hơn trước rồi, không hề nói lời thừa thải. Tớ đứng đó chờ anh ta ra, đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi hẹn hò của bọn tớ trước đây. Khi đó cậu cũng biết đấy, tớ có chút xa lánh xã hội, không muốn gặp ai cả. Trước mặt thời thanh Lâm tớ rất sùng xã và tùy tiện, cậu cũng biết mà. Hôm nay tớ chợt cảm thấy có lỗi với anh ta. Tớ đã chính miệng nói lời xin lỗi với anh ta rồi. Tớ còn nói với anh ta rằng, trước đây tôi đã làm tổn thương anh, tôi xin lỗi, hai chúng ta không còn nợ nhau nữa. Tiêu Muội nắm lấy tay Lâm Xuân Nhi, Chuyện quá khứ hãy để nó trôi qua đi. Thời Thanh Lâm cũng sẽ hiểu sự thật ấy thôi. Thời Thanh Lâm có hiểu được không? Chương 120. Trong lúc nói chuyện, Tống Thu Hằng nhìn thấy gương mặt thoáng hiện vẻ cô đơn của Lâm Xuân Nhi đang đứng trước cửa sổ, từ lúc rời khỏi trang trại nuôi cá kia, cô đã có vẻ mặt đó. Anh sẽ không hỏi cô rốt cuộc khi đó cô và Thời Thanh Lâm đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh cũng không muốn Lâm Xuân Nhi đau lòng. Buổi tối về đến nhà, bọn họ ngồi trong nhà kính không bật đèn ngắm sao ánh trăng sáng rọi vào chiếu sáng cả mặt đất lâm xuân nhi tống thu hàng khẽ gọi tên cô em có muốn tìm thời thanh lâm sau đó nói chuyện riêng với anh ta không thật ra anh cũng không để ý đâu tại sao hôm nay sau khi rời khỏi trang trại em đã không vui rồi anh không biết lúc em đi cảm ơn anh ta đã xảy ra chuyện gì nhưng anh cảm thấy hai người cần phải nói chuyện với nhau tống thu hàng mỉm cười dịu dàng tìm một thời điểm thích hợp rồi nói chuyện với nhau đi. Sao anh lại hào phóng thế? Năm đó thời Thanh Lâm không muốn Lâm Xuân Nhi chơi với bạn khác giới. Bình thường hai người cũng rất hay cãi vã. Giờ Tống Thu Hàng lại cổ vũ cô đi nói chuyện với bạn trai cũ, rốt cuộc thời gian này có gì khác nhau vậy? Tống Thu Hàng năm 25 tuổi có để ý tới việc cô chơi với bạn khác giới không? Lâm Xuân Nhi ngồi lên đùi Tống Thu Hàng, tựa đầu lên bả vai anh, hết sức ngoan ngoãn, còn hơi làm nũng. Tống Thu Hàng bẹo cầm cô, thấy nụ cười xấu xa bên khóe môi cô, ngón tay hơi dùng sức, lại định dở trò gì nữa đấy. Vừa rồi trong quán bar của Loan Niệm, lúc ra khỏi nhà vệ sinh ra em có nghe thấy Loan Niệm đang cãi nhau. Loan Niệm nói, hướng chi đào, em có trái tim không thế? Em nghĩ mình là ai? Vậy tay bảo tôi đến thì đến à, Lâm Xuân Nhi học theo dáng vẻ của Loan Niệm, giống y hệt, sau đó bật cười, cuối cùng Loan Niệm cúp máy rồi lại gọi điện thoại, bảo là đặt cho tôi một vé máy bay bay đến Cáp Nhĩ Tân vào sáng sớm ngày mai, trở mặt còn nhanh hơn cả trở bàn tay, nói năng hung dữ như thế, nhưng làm việc gì cũng chẳng dứt khoát tẹo nào. Tống Thu Hàng bật cười, anh còn đang thắc mắc sao hôm nay cậu ta lại lơ đỉnh như thế, thì ra là bị hướng chi đào giày vào sắp phát điên rồi. Còn chẳng phải do anh ta đáng đời hay sao? Nhưng em nghĩ không phải hướng chi đào đang giày vào anh ta đâu, đơn giản là vì cô ấy không còn yêu anh ta nữa. Lúc phụ nữ thật lòng yêu một người, cô ấy sẽ không đành lòng dày vào anh ta như thế đâu. Lâm Xuân Nhi không cảm thông cho loa niệm, nằm đó lúc con gái nhà người ta ở bên anh ta, anh ta đã làm những gì? Trên đời này làm gì có nhiều gương vỡ lại lành như thế? Cô ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi Tống Thu Hàng, vậy nếu như em đối xử với anh giống như cách hướng chi đào đối xử với loa niệm, anh định làm gì? Là anh sẽ không tốt tính như loa niệm đâu, chỉ đành xử em ngay tại chỗ thôi. Tống Thu Hàng bật cười, bế thốc lâm xuân nhi lên rồi đùa một câu nương tử cũng nên nghỉ ngơi rồi tướng công còn chưa tắm nữa mà lâm xuân nhi phối hợp theo anh vậy tướng công tắm cho em nhé hai người vui vẻ đi lên trên tầng tống thu hàng thả lâm xuân nhi xuống giường sau đó quay người đi xả nước cho cô sau đó lại bỏ bóng tắm vào trong bồn tắm bồng bóng đủ loại màu sắc còn thoang thoảng mùi hương hoa nhài đi thôi vào ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt một lúc tâm trạng sẽ ổn hơn đó lâm xuân nhi nhảy xuống giường đi đến cửa phòng rồi đột nhiên cô dừng chân tự người vào cạnh cửa ánh mắt mờ ám kéo cổ áo xuống tận vai tắm chung không tống thu hàng bị cô treo cho bật cười anh ném chiếc gối về phía cô tắm nhanh đi lâm xuân nhi cần được ở một mình tống thu hàng biết người yêu dù có thân mật hơn nữa thì cũng cần cho nhau không gian riêng ví dụ như đêm nay tâm trạng của lâm xuân nhi đang rất rối bời anh không muốn cứ quấn lấy cô Lâm Xuân Nhi ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt lại, những chuyện cô không nghĩ đến trong suốt mấy năm qua, tối nay lại đột nhiên ùa về trong tâm trí, dừng lại ở cái ngày cô và Thời Thanh Lâm chia tay. Trước ngày chia tay hai người đã chiến tranh lạnh mất mấy ngày. Lâm Xuân Nhi cũng không nhớ nổi rốt cuộc tại sao họ lại cãi nhau. Trong suốt mấy ngày chiến tranh lạnh, Thời Thanh Lâm biến mất. Lâm Xuân Nhi lo lắng cho anh ta, tìm kiếm anh ta khắp nơi, lần đầu tiên gọi điện thoại cho bạn của anh ta, còn đi đến nhà ông của anh ta nhưng họ đều không biết anh ta đang ở đâu, cũng không liên lạc được với anh ta. Lâm Xuân Nhi vô cùng sợ hãi, cô sợ thời Thanh Lâm sẽ giống như người thân của cô, biến mất trong thế giới của cô. Mấy ngày đó giống như địa ngục vậy, cô thường tỉnh giấc sau cơn mơ. Trong mơ thời Thanh Lâm nằm trong vũng máu, đôi môi mấp máy nói lời từ biệt với cô nhưng cô lại không nghe rõ anh ta đang nói cái gì. Lâm Xuân Nhi hối hận rồi, đột nhiên cô ý thức được mình tệ tới mức nào, vì cô đau nên cô áp đặt cảm xúc đó lên người thời Thanh Lâm. Cô sai rồi, cô không nên coi thời Thanh Lâm như cộng có cứu mạng, cô nên học được cách yêu của người bình thường. Cô đi mua đồ ngủ xinh đẹp, cô nghĩ mình nên giống như một cô gái bình thường, quên đi những đau đớn của tuổi trẻ, thật sự tận hưởng tình yêu. Cô nhắn tin cho thời Thanh Lâm, "Thời Thanh Lâm, em xin lỗi, em nhớ anh, em muốn ngủ với anh, từ giờ chúng ta cũng đừng cãi nhau nữa, anh về đi được không?" Thời Thanh Lâm, sáng hôm nay em nhìn thấy chiếc mũ lưỡi trai anh tặng em ở cạnh bàn, em đội nó ra ngoài rất nhiều người nói rất đẹp thời thanh lâm đợi anh quay về em đi thăm ông nội anh với anh được không hôm đó em đến nhà ông tìm anh nói chuyện với ông một lúc ông còn cho em xem ảnh lúc nhỏ của anh hồi nhỏ trong anh rất đáng yêu thời thanh lâm bạn của anh cũng rất đáng yêu sau này để em cùng đi liên hoan với anh nhé nhưng thời thanh lâm không hề trả lời tin nhắn của cô một đêm nọ lâm xuân nhi đột nhiên bừng tỉnh giữa đêm Cô mặc quần áo đi đến nhà Thời Thanh Lâm. Cô đứng bên dưới cửa sổ nhìn cửa sổ sáng đèn của Thời Thanh Lâm. Thế là cô chạy lên trên tầng, cô rất vui, Thời Thanh Lâm vẫn còn sống, thật tuyệt, sau này nhất định cô sẽ đối xử với thật tốt với anh ta. Cô đồng ý điều trị tâm lý. Cô muốn yêu đương lành mạnh với Thời Thanh Lâm, trong lòng cô toàn là những suy nghĩ tốt đẹp. Mở cửa ra, Lâm Xuân Nhi nhìn thấy hai chiếc vali đang mở trong phòng khách nhà Thời Thanh Lâm, chắc anh ta vừa đi du lịch về đang thu dọn hành lý. Có một cô gái xinh đẹp mặc đồ ngủ đứng bên cạnh vali, nhìn thấy Lâm Xuân Nhi thì quay người đi vào trong phòng ngủ. Căn phòng ngủ đó, Lâm Xuân Nhi nhớ rõ, trong chính căn phòng ngủ đó, cô và thời Thanh Lâm đã từng thân mật với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng vào giây phút quan trọng nhất cô lại trốn tránh. Cô từng vì thế mà cảm thấy ấy nấy. Còn thời Thanh Lâm lại nghĩ cô không yêu anh ta. Niềm tin khó khăn lắm cô mới tạo dựng được suốt những ngày qua lập tức sụp đổ lâm xuân nhi cảm thấy ghê tởm mọi ấm ức như mắt nghẹn trong cổ họng ban đầu cô cũng không muốn bắt đầu với thời thanh lâm lúc đầu cô không hề yêu thời thanh lâm cô chỉ coi anh ta như một người bạn bình thường là thời thanh lâm vẫn luôn ở bên cạnh cô khiến cô hiểu lầm rằng họ sẽ luôn trường tồn là anh ta bắt đầu trước cũng là anh ta kết thúc trước tôi cứ tưởng anh không còn trên thế gian này nữa cũng may anh vẫn còn sống nhưng anh lại khiến tôi cảm thấy ghê tởm lâm xuân nhi không hề điên cuồng cô bình tĩnh đến lạ nhưng ánh mắt của cô khi nhìn thời thanh lâm là ghê tởm ghê tởm và lạnh lùng thời thanh lâm đứng im tại chỗ nhìn cô rất lâu mới cất tiếng đúng vậy tôi định ngày mai sẽ đến tìm cô để chính thức chia tay không ngờ hôm nay cô lại tự đến đây tìm tôi đúng vậy tôi đã có bạn gái mới rồi bọn tôi cùng nhau đi du lịch ở cạnh nhau rất vui vẻ bây giờ cô cảm thấy tôi rất quan trọng không thể rời xa tôi sao nhưng ngại quá tôi chán rồi cô biết không cô có bệnh tâm lý rất nặng tình trạng của cô khiến tôi không sao thở nổi vì muốn tốt cho cô nên tôi đưa ra ý kiến cho cô bảo với cô là tâm lý cô có vấn đề thì nên đi khám bác sĩ tâm lý cô có từng nghĩ tới những người thân của cô từng người từng người một rời xa cô liệu có phải vì cô không những người ở bên cạnh cô sẽ không có người nào hạnh phúc sau này cô cũng đừng yêu thêm ai nữa cô không hiểu thế nào là tình yêu cô cũng không xứng có được tình yêu cô tưởng mình giúp đỡ mấy em học sinh là tâm hồn của cô sẽ được cứu rỗi sao không đâu cô vốn dĩ đã không có trái tim rồi à đúng rồi bạn trai của cô bạn thân tiêu muội của cô cũng ngoại tình rồi miệng của thời thanh lâm giống như con dao từng câu anh ta nói ra giống như cứa sâu vào lòng lâm xuân nhi nhưng kỳ lạ là cô không hề tức giận chỉ thấy thời thanh lâm nói đúng nói câu nào cũng đúng những nỗi tức giận được tích tụ trong quá trình anh ta hẹn hò với cô đều được bùng nổ trong đêm đó lâm xuân nhi lặng lẽ đứng ở đó nghe xong những lời anh ta nói cô không khóc cô nhìn thời thanh lâm rồi mỉm cười anh vẫn còn sống thật tốt nhưng anh có một việc làm không tốt nếu như anh muốn bắt đầu một tình yêu mới thì anh nên chia tay với tôi trước đã anh đã làm sai trình tự rồi như thế có thể xem là suy đồi đạo đức được rồi chúng ta chia tay đi chúc anh hạnh phúc kỳ lạ thật khi họ còn làm bạn rõ ràng tốt như vậy cơ mà anh ta lắng nghe từng tâm sự của lâm xuân nhi thậm chí còn biết được bí mật trong thời kỳ thiếu nữ của cô anh ta ở bên lâm xuân nhi mà không hề có suy nghĩ gì xa xăm chỉ ở bên cô nhưng tới khi họ yêu nhau lại là những trận cãi vã như cơm bữa cuối cùng lúc chia tay lại khó coi như thế khó coi như thế khi đó lâm xuân nhi nghĩ có phải phần lớn tình yêu trên đời này đều như thế không khi mới bắt đầu mọi người đều có những mộng cảnh tươi đẹp mang trong mình quyết tâm sông cạn đá mòn nhưng dần dà những chuyện lông gà vỏ tỏi Củi gạo dầu muối thường ngày lại khiến tình yêu dần phai nhạt. Mà tình yêu đã phai nhạt rồi nhưng lại không chịu lặng lặng rời đi, cứ muốn phá vỡ xé nát tình yêu, máu chảy đầm đìa. Như thể không làm như thế thì sẽ không thể nói lời tạm biệt vậy. Lâm Xuân Nhi rời khỏi nhà Thời Thanh Lâm, xóa mọi số liên lạc của anh ta, cô không hề hối hận nhưng cô cảm kích Thời Thanh Lâm. Thời Thanh Lâm đã dùng cách này để dạy cho cô biết thế nào là yêu. Suốt ngần ấy năm qua, cô hay nghĩ nếu như có một ngày mình thật sự có dũng cảm bước vào một mối quan hệ mới chắc chắn cô sẽ dốc lòng yêu đối phương chắc chắn cô phải thành tâm phải kiểm soát lại mình phải hiểu chuyện nhưng khi cô hẹn hò với tống thu hàng những chắc chắn cô nghiêm khắc đặt ra cho bản thân khi đó đều bị cô quên lãng cô không hề cố gắng làm vừa lòng anh lúc này lâm xuân nhi đang ngồi trong bồn tắm cô nhớ đến những lời trách móc mình gặp phải những năm qua cô ngần này tuổi rồi nhưng vẫn còn là tấm chiếu mới trong vấn đề chăn gối chắc hẳn là có bệnh gì rồi à. Cô không yêu đương, chắc là lét nhỉ. Cô không kết hôn, nhất định là do tiêu chuẩn của cô quá cao. Sau này cô học được cách nói dối. Khi người khác hỏi cô đêm đầu tiên vào năm bao nhiêu tuổi? Cô nói 25 tuổi. Khi người khác hỏi cô tại sao lại không hẹn hò đi? Cô nói do mình quá bận rộn. Khi người khác hỏi cô lớn từng này rồi tại sao không kết hôn? cô nói vẫn chưa gặp được người thích hợp thế là lại có người hỏi cô cô không tìm được người thích hợp liệu có phải do tiêu chuẩn của cô quá cao không phụ nữ ấy mà tàn tàn là được rồi dù sao thì hôn nhân cũng đều là thế phụ nữ có chỗ đứng trong xã hội này phải đối mặt với rất nhiều vấn đề lâm xuân nhi biết mình muốn nói chuyện gì với thời thanh lâm họ thật sự thiếu mất một cuộc nói chuyện dài để gỡ bỏ mọi chuyện nói cho rõ chuyện năm đó để thời thanh lâm cũng buông bỏ tống thu hàng thật sự rất tốt anh không tới làm phiền cô, thật sự cho cô một không gian riêng yên tĩnh. Tống thu hàng khiến cô cảm thấy ấm lòng. Cô bước ra khỏi bồn tắm, rửa sạch bọt trên người, gội đầu, xả hết nước trong bồn tắm rồi lại xả nước, đắp mặt nạ sau đó cô mới đi ra ngoài, xuống tầng rót một ly rượu vang để bên cạnh bồn tắm. Dùng cách này để báo đáp tống thu hàng. Cô đi đến bên giường, kéo tống thu hàng dậy, đẩy anh vào trong phòng tắm rồi đóng cửa lại. Cũng cho tống thu hàng không gian riêng tắt đèn xung quanh tối đen như mực lâm xuân nhi từ từ đưa tay nắm lấy tay của tống thu hàng sau đó cô từ từ tựa sát vào người anh tống thu hàng đêm nay em dâng hiến bản thân cho anh tuy trước đây chúng ta đã từng thân mật rất nhiều lần nhưng đêm nay em thật sự rất thành tâm em yêu anh hệt như cái cách anh yêu em vậy tập truyện đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh radio ngôn tình nếu bạn thích bộ truyện này hãy nhấn nút like xe và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo